Tathagatavato Arahato Sammāsambuddhaṃ. Tathagatavato Arahato Sammāsambuddhaṃ. Nam mô ta sa pha ga va to a ra ha to sam ma sam bu ta sa Nam mô ta sa pha ga va to a ra ha to sam ma sam bu ta sa Nam mô ta sa pha ga va to a ra ha to sam ma sam bu ta sa Buddhang saranang gacchami Thammang kham Saranang gacchami Duttiyampi Buddhang saranang gacchami Thammang saranang gacchami Duttiyampi saranang gacchami Tatiyampi Thammang saranang gacchami Tatiyampi sangha Buddhang saranang gacchami, Thammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Duttiyampi Buddhang saranang gacchami, Duttiyampi Thammang saranang gacchami. Duttiyampi Sanghang saranang gacchami Tatiyampi Buddhang saranang gacchami Tatiyampi Thammang saranang gacchami Tatiyampi Sanghang saranang gacchami Te saranang paripunnam Amapante Manatibata Veradiyami Adinnadana Veramati Sikavadam Samadiyami Sumichacharam Manatibhata Vedamani Sikhabadang Samadhyami Adinnadana Vedamani Sikhabadang Samadhyami Kame Sumichachara Vedamani Sikhabadang Samadhyami Mausavada Vedamani Sikhabadang Samadhyami Surahme rajamatya pamadathana Vairamane sikhabadang samadhyami Imani panchakavadani sahatu kankan Satoang alang samarak hitapang Amapante Silena sugatin yanti Silena po
tâm vật định duyên tỷ tờ tư mai si lăng vị số thát dê. Sa thuộc lành thai uất tam ăn ghê na quan đề ham ba đa phẳng sum qua ruột tam ăn buột thể vô khai lý tẩu đô sơ buột thâu tham mà tu tăng mà măng uất tam ăn ghê na quan đề ham thầm anh cho được vị thăng qua răng thầm mê vô khai lý tẩu đô sơ thầm mốc tham mà tu tăng mà măng uất tam ăn ghê na quan đề ham sẵn tham cho được vị tham ăn sẵn khề vô ca li tô đổ sâu sẵn khô tham mà tu tăng mà măng ô tu sa phẩm mong ga lăng rất thấp mà Bích Thai giá dạ, dạ ngài lại rớt mít nữa rồi. Dạ con xin sám hối ạ. À, với đạo tràng, dạ Nam Mô Bích Thai giá. Dạ. Phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyên tốt sẵn sàng mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên trở mau giải thoát cái liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện dình tâm học gia định tuệ, nguyện đoàn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham hào lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Dặn kinh chi cứ sa la cầm mang ca tập bằng ký đi văn mà ca dê na quả cha mana sa tí ra xe sư gà tặng tà tặng dê sa ta san nhị nơ a thì dê cho sa ta a san nhị nơ ca tăng buồn nhập hà lăng mày hằng sa bê phá ghi phá hoàn tự tệ dê tăng ca tăng sư quý đi tăng định năng buồn nhập hà lăng mày giả dê cho ta thành a cha nanh tì dê qua gần tờ nhị dê đại dung sa bê lô cầm hi dễ sa ta chi quan ta ha ra hê tu ca ma mun năng phô cha năng sập bê nó phạn tu ma ma chê ta sa ti phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành diệu nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đạo lợi thọ nhàn chung sanh hữu tưởng nhân gian bà chư thiên phàm thiên cùng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an phước con hồi hưởng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu mạch nhai
có hước được xài lại đem hồi hướng. Hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung ma hưởng được phước quý dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới ca thàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường. Sinh thâu phước báo cung dường hoàn thực phẩm mùi hương thọa lòng. Nam mô Bích Tha, giá chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Tri Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài. Chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Diệu Tâm cùng chư tôn đức đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhật Quỳnh lễ bái tam bảo và thọ trì vi giới do bước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra. Kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama tròn đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài, quý vị an vui trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha giá, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bích Tha giá, nam mô Sang Kha giá. Con thành kính đảnh lễ ngài Liệu Tâm cùng chư tôn đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính chào, kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đã vào đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh đắm tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi chúng ta được ngài Liệu Tâm giảng giải những câu hỏi trong đạo tràng ngày hôm nay. Và Nhật Quỳnh kính mời quý vị có thể chuẩn bị câu hỏi hoặc chat hoặc đưa bàn tay ạ. Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham A giá, Nam mô Sang Kha giá, Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddha Sa, Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddha Sa, Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddha Sa. Thamma Đề Sanna Ya Chana Ga Tha Ramma Chalo Ka Thi Bát Tì Sa Ham Bát Tì Ka Tan Cha Lì An Thi Hoà Răng A Ya Cha Tha San Tì Tha Sáp Tập Bà Ra Chập Kha Cha Ki Ka Đệ Sê Tu Tham Măng Âu Nâng Căm Anu Căm Bi Măng Ba Chăng Sát thầm mà phê riêng vi na danh cho cái suốt tận cho bản thân à phi thầm mà chậm măng à cơ ta danh tơ ta tư sát cho đặng đăng bập bỡ thà này dê bà đi xa và mặt chê Phạm Thiên vẫn ngầm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi viết lòng mở đạo dạy đời nhắm vương lộc gia ngày dời chân sang thuyết pháp đỡ các hàng đệ tử có năm thầy thinh giữ pháp từ đó là Nhóm Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng trăng thối không mòn những điều lợi ích hằng hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ăn phổ cập mà đám mưa đành rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha giá, và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Liễu Tâm từ bi hoan hỷ đăng đàn để thử thanh thanh ạ. Nam Bích Tha giá, con kính nhân bích đến ngài ạ. Nam mô Tát Sa Pha Quá Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pha Ga Quá Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pha Ga Quá Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Nam mô Bích Tha Giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư cận sinh nam của sinh nữ trong đạo tràng, thì hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bích Tha Giá.
Nam mô Bích Tha. Dạ, dạ con nghe âm thanh ngài rất là rõ. Dạ đạo tràng có nghe âm thanh ngài rõ không? Cho xin một tín hiệu ạ. À. Dạ kính chào anh chị Phan Văn Liêm cùng quý đạo hữu vừa vào đạo tràng. Dạ đạo tràng có nghe được âm thanh ngài Liễu Tông rõ không? Dạ cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. À. Nam mô Bích Tha. Dạ. Dạ cảm ơn anh chị Phan Văn Liêm. Dạ cảm ơn Ngọc Hân. Dạ bữa nay có cái nick này mới mới. Dạ Nam mô Bích Tha. Dạ. Dạ bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng có thể đưa những cái bàn tay và có thể có những câu chích chát. Chị Metta ơi, chị Metta có thể làm thị giải ngài chừng khoảng 10-15 phút không chị Metta? Nếu được thì Nhật Quỳnh kính mời chị giúp giùm chừng 10 hoặc 15 phút con chị Metta. Dạ bây giờ con xin hỏi câu đầu tiên nha chị Metta, nếu được thì cho Nhật Quỳnh tính nha. Tại Nhật Quỳnh không có bia em được, chị không có nhận được bia em nên Nhật Quỳnh mới cầm bích hỏi thôi. Dạ Nam mô Bích Tha. Dạ. Dạ bạch ngài có một một vị đạo hữu nhờ con hỏi ngài là 31 cõi nhưng không nói đến, không thấy nói đến các bậc các cõi là Bắc Câu Lưu Châu, Đông Thắng Châu, Tây Ngưu Lưu Châu. Và vị này nói thì mình đang ở Nam Thiện Bộ Châu. Dạ bạch ngài, ngài giải thích dùm câu này dùm con ạ. À. Nam mô Bích Tha. À. Con kính nhân bích đến ngài ạ. À. Nam mô Bích Tha. Dạ kính bạch chư tôn hiền. Dạ kính thưa chư quý vị. Mấy cõi Bắc Câu Lưu Châu, Tây Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngũ Á Châu thì nó thuộc cõi người giống như mình vậy đó. Thì nó có bốn cái cõi, nó quay xung quanh núi Tu Di là Nam Thiện Bộ Châu, là mình Đông Thắng Thần Châu nằm phía bắc của núi Tu Di, Tây Ngưu Á Châu nằm phía tây và Đông Thắng Thần Châu nằm phía đông. Ừ. Thì nó quay quay xung quanh núi Tu Di và quay xung quanh mặt trời, thành ra trong 31 cõi đó, mỗi cõi mỗi cái chỗ nó có một số cái giống như cái mặt trăng của cái cõi đó hay đó, thì cái mình cũng vậy, mình bốn cái cõi giống vậy đó, thành ra họ không có đề cập riêng, bởi vì nó cũng thuộc cõi người giống như cõi người của chúng ta mà thôi. Cho dù rằng cái khuôn mặt nó có thể khác khác nhau một chút, nhưng mà nó cũng là người chứ không phải là phi nhân chư thiên hay là giả so gì cả, giống cõi người. Thì bốn cái chỗ đó giờ cõi người như thường. Nam mô Bích Tha. Dạ. Dạ, con kính tri ân ngài. Dạ, bây giờ con xin mời tất cả quý vị trong đạo tràng nếu có thắc mắc thì đưa tay hỏi trực tiếp với ngài hoặc là tích chat thì mắt ta sẽ xin đọc. Dạ, xin kính mời tất cả quý trong đạo tràng ạ. Dạ, con thấy câu hỏi của đạo hữu Ngọc Chấn này. Dạ, con không biết đọc có đúng không. Dạ, con xin đọc lại. Dạ, con xin sám hối là con mắt của con bữa nay nó cũng hay bị lờ mờ quá. Dạ, con xin đọc lại là câu hỏi của Ngô Chấn. Dạ, không biết có đúng không? Dạ, xin hỏi ạ. Kính ngài giảng dạy, giữa dễ vui và phóng dật có giống và khác nhau như thế nào ạ? Dạ, con xin dâng mic đến cho ngài. Nam mô Bích Tha. Dạ, kính bạch chư tôn hiền. Dạ, kính thưa chư quý vị, nó giống nhau là nó là tâm sở bất thiện. Nó khác nhau thì thường theo nghĩa thông thường thì dễ vui tức là thiếu niệm, phóng dật tức là thiếu định, không có định, định không có năng lực, thành ra cái tâm nó chạy hết chỗ này tới chỗ nọ. Còn dễ vui là cái tâm nó buông lung, nó hết buồn cảnh này bắt cảnh nọ liên tục vậy đó. Nhưng mà nó trong thế nó bắt nó vẫn có những cái
cái năng lực của nó trong hay không. Ví dụ như là tham hay là ấy, nhưng mà nó không ở lâu mà thôi. Còn cái phóng vật tức là giống như là con gì mà nó nhảy độc tối ngày đó, nó không ở ăn chỗ ăn. Thì hai cái đó là vậy, một cái là thiếu niệm, một cái là thiếu định. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, con thấy Ngô Chấn đã cảm ơn Ngài rồi. Và bây giờ xin quý vị khác, ai có thắc mắc gì thì hỏi trực tiếp với Ngài hoặc là đưa câu hỏi lên thì Meta sẽ xin đọc ạ. À. Dạ, kính mời tất cả quý vị trong đạo tràng ạ. Dạ, kính bạch Ngài, con cũng có câu hỏi là... Dạ, thôi con thấy câu hỏi Ngô Chấn nữa, con xin đọc ạ. Kính Ngài, dạy làm sao để chứng niềm tin chúng con càng được tăng trưởng ạ. Dạ, con xin dâng mít đến Ngài ạ. Nam mô Bồ Tát Gia Kính và Chư Tôn Hiền Giả Kính Thưa Chư. Muốn niềm tin tin tưởng ở đâu cái gì đó thì mình phải học. Học rồi mình hành để cho đúng như cái điều mình học. Thấy rõ kết quả của nó thì niềm tin mới tăng trưởng, chứ không phải ngồi học thì không học. Mà làm những cái việc mà nó không có giúp cho cái cuộc đời của mình thì làm sao mà nó có niềm tin được. Như cái niềm tin đó là người nào hành tứ niệm xứ phải hành dài bậc, hành tứ niệm xứ xong tứ tính cần tứ như túc, rồi lúc đó cái niềm tin nó bắt đầu phát triển, nó mới có tính tấn niệm định tệ đây đó. Tức là phải học rồi phải hành để cho thấy nó đúng như cái trường hợp đó, pháp học đã nói tới. Và chính cái bản thân của chúng sanh đó là được cảm xúc, cảm nhận cái điều mà mình học nó có lợi ích như thế nào, hoặc là nó cái tâm mình như thế nào, thì lúc đó niềm tin nó mới phát sanh và tăng trưởng được. Chứ còn mình không học thì không có đường nào mà làm cho nó tăng trưởng cả. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, con kính tri ân Ngài, con thấy Ngô Chấn cũng tri ân Ngài rồi. Dạ, bây giờ con xin cũng có câu hỏi là bạch Ngài, về thiền tứ niệm xứ thì con cũng theo dõi những cái câu trả lời của Ngài đã giảng dạy cho chúng con, và con cũng có nghe một số vị thiền sư ở trên YouTube, nhưng mà tới bây giờ con cũng chưa có rõ là cái nào là đúng. Và câu hỏi của con đó là khi hành thiền thì chúng con theo dõi cái sự chuyển động của hơi thở, hay là ghi nhận cái điểm xúc chạm ở giữa môi trên và chóp mũi là đúng? Xin Ngài giảng dạy cho con để con hiểu rõ được cái điều này. Dạ, con xin dâng mít cho Ngài. Nam mô Bồ Tát Gia Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kính Thưa Chư Quý Vị. Chúng tôi nói nhiều lần rồi, cái đó là mình phải cần phải có thiền sư. Tại vì thiền sư nó họ sau khi họ mình vô mình nói một số điều với họ trước khi mà họ cho mình vô và nhập cái nơi mà họ thiền đó, thì một số điều để họ đoán ra coi cá tính của mình như thế nào, thì họ mới dạy cho mình niệm cái gì, làm như thế nào, chứ còn bây giờ không biết cá tánh rồi mình nói hơi thở, mình nói như thế nào đi nữa thì cũng không thể ấy được, bởi hơi thở nó không phải là cái đề mục mà thích hợp cho tất cả mọi loại cá tánh. Nhớ chuyện đó,
Nhưng mà nếu mình cứ biết cách quán, thầy dùng hơi thở mình quán cái gì, mình nhìn cái chỗ nào đó thì cái đó nó liên quan tới cá tánh nữa, thì mới dùng hơi thở. Nhưng mà không phải hơi thở để quẹo, để quan sát hơi thở mà quan sát cái khác. Mỗi cái nó có một cái đặc điểm của nó, mà cái đặc điểm đó đó thì cái vị mà cho cái đề đó là phải biết cái cá tánh của cái vị đó như thế nào, thành nó mới cho mới chỉ cách được. Chứ còn cái không bây giờ mình nói thì cũng như không thôi. Nên đừng nói gì mình hành thiền tới một xứ mà học ngoài đời như vậy, nó có người tại sao không học bác sĩ mà đi học kỹ sư, có người sao không học chemistry mà học mathematics chẳng hạn, ví dụ vậy đó. Nó dựa vào số cái điều kiện, mà cái điều kiện đó khi mà mình vô mình trình một số chuyện với thiền sư thì ông đó mới biết mình ở đâu làm gì, thì ông mới thể ông quyết định cho mình cái đối tượng được. Chứ còn bây giờ hỏi một cách đó thì không thể trả lời được, bởi trả lời thì hành không đúng nhiều khi nó lạc rồi cái khác nữa, không đúng cá tánh thì có thể lạc thiền thì chuyện rất là dễ dàng ha. Anh đã chỉ có tìm thiền sư đi học một số căn bản liên quan tới bài của bài kinh tới niệm xứ đó, tức là những cái chi pháp, những cái gì cần học xong rồi mình mới vô chỗ đó thì ông thiền sư sẽ chỉ cho để cho nó chắc ăn. Chứ thiền mà đi đúng đường thì phước báo vô lượng, mà đi sai đường thì hậu quả cũng bất khả tư nghị. Nam mô Bích Thà giá. Dạ, con kính tri ơn Ngài, con đã hiểu rõ được cái lời dạy của Ngài rồi. Dạ, bây giờ thì Meta xin quý vị trong đạo tràng có câu hỏi gì cứ hỏi trực tiếp với Ngài, hoặc là thì Meta sẽ xin đọc ạ. Dạ, Meta xin kính mời tất cả quý vị ạ. Dạ, con thấy câu hỏi khác của Ngô Chấn. Kính Ngài giảng về ý nghĩa của khổ trong Đạo Phật. Dạ, con kính dâng mic cho Ngài. Nam mô Bích Thà Dạ Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Dạ Kính Thưa Chư Quý Vị. Khổ có ba loại là khổ, hành khổ, hoại khổ với hành khổ. Khổ tức là mình đang thọ khổ đó. Ví dụ như mình nóng lạnh này kia nó là thọ khổ, rồi mình đang được vui sướng được hưởng cái gì đó, đó là hoại khổ, nó cũng là khổ tại vì trước sau nó cũng mất. Còn sự sanh diệt của cái ngũ uẩn này đó thì cái đó gọi là khổ, cái hành khổ ha. Thì khi nào mình học đàng hoàng biết cách quan sát thì mới thấy được những cái này, bởi vì cái này nó là trạng thái của danh sắc chứ không phải là trạng thái của mình. Lâu người vô hỏi lúc nào khổ lúc nào sướng, cái chuyện đó nó không có chính xác nha. Thành ra bây giờ muốn biết cái đời hậu hành ví dụ tiến đường thứ hành để mình thấy cái gì thì rồi lúc đó mình mới thấy tại sao Đức Phật gọi cái đó là khổ, cái kia là khổ, cái đó là hoại khổ, cái kia là hành khổ, cái gì đó nha. Nó dựa vào một số cái điều kiện của danh sắc, mà muốn điều kiện danh sắc rồi hành tới đường thứ được thấy. Chứ còn đâu hỏi những cái này, hỏi chúng tôi cũng không rõ hỏi để làm gì. Cái căn bản của mình là trước hết là mình phải học những cái điều kiện mà liên quan tới pháp hành tới niệm xứ. Chứ còn nếu mình hành thiền chỉ thì mình không thấy mấy cái loại này. Bởi vì thiền chỉ khi mà nó đặt định là thường thường là quý vị để ý mấy chi thiền biết ha. Tầm tứ hỷ lạc này kia là nó có những cái trạng thái là của hoại khổ, tại nó mình không thấy khổ được. Nhưng mà khi mình nhận dạng một số cái điều kiện của danh sắc thì mình biết cái đó là gì. Nam mô Bích Thà Dạ. Dạ, con kính tri ân Ngài. Con cũng thấy Ngô Chấn tri ân Ngài rồi. Dạ, vậy ta kính mời quý vị trong đạo tràng tiếp tục đặt câu hỏi ạ. Dạ, vậy Meta xin nhường mic lại cho cô Nhật Quỳnh nha.
Dạ, sa thú kính cảm ơn chị Meta đã làm thị giả cho ngài. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bích Tha. Dạ, dạ bây giờ thì Nhật Quỳnh mới tới đạo tràng, không biết câu hỏi nào mà còn sót, quý vị đưa lên mà còn sót không thì cho Nhật Quỳnh biết để Nhật Quỳnh có thể kiếm lại và hỏi ngài để ngài trả lời quý vị. Nếu không có thì kính mời bằng tay quý vị và mời những câu chết chát tiếp tục ạ. Nam mô Bích Tha. Dạ, nếu có sót thì quý vị có thể nhắc giùm cho Nhật Quỳnh ạ. Dạ, con không thấy câu hỏi cũng như không có thấy bằng tay. Dạ, con xin hỏi tiếp một câu ạ. Bạch ngài, tại con học ở bên lớp khóa chỗ nào để con quên rồi, nghe nói về tại sao mình sanh về, tại sao ví dụ như con đi, do cái duyên gì và mình đã tạo cái nghiệp gì mà mình phải tái sanh người nữ ở bạch ngài, mà mình không được làm, không làm người nam mà làm người nữ, xin ngài chỉ dạy cho con ạ. Nam mô Bích Tha. Giá con kính nhân bích đến ngài ạ. Nam mô Bích Tha. Giá kính bạch chư tôn hiện giả, kính thưa chư quý vị. Thường thường đa số người ta dựa vào ngũ giới để có thể biết được số chuyện thì liên quan tới vấn đề tái tục. Thường thường nó có những cái giới mà nó mình phạm mà nó nhẹ chút thì thường thường cũng sanh làm người, nhưng mà sanh làm người nữ tới cái giới thứ ba. Cái giới thứ ba. Người nam mà phạm ở giới đó nhiều thì tiếp sau thành người nữ, mà người nữ cũng phạm ở giới đó thì cũng khó trở thành người nam. Thành ra còn những cái giới khác nó cũng có thể nó là cái cộng nghiệp để cho giúp cái giới đó nó có năng lực. Ví dụ như mình nói dối chẳng hạn đó. Nếu nói dối mà lẻo mép với kiểu mà tào lao đó thì nó cũng giúp cho những cái giới cái sự mà giới khác không trong sạch để đưa tới cái trạng thái sanh làm người nữ. Nó có nhiều chuyện chẳng qua không phải, nhưng mà cái nhân chánh của nó thường người ta được hay thấy được đề cập tới đó là cái giới thứ ba. Còn nếu mà muốn thành người nam nó phải có một số chỗ thì nói là phải là bát quan trong sạch mới được, còn không cũng có. Ngoài trừ cái người đó thường tạo phước thường xuyên nhiều đời nhiều kiếp thì có thể ngũ giới cũng giúp được, nhưng mà ngũ giới trung bình là lộ nhân thiên, nhưng mà còn sanh làm nữ nam hay là xấu đẹp tốt xấu giàu sang ấy là phải dựa vào cái khác nữa, chứ không phải là một giới hai giới mà nói. Và bằng cả năm giới đều nhau thì cũng khó biết mình sanh về đâu lộ nhân thiên thôi, nhưng mà chắc chắn mình đời sống hàng ngày của mình đó, mình có thể mình quan sát một số điều kiện để biết những cái điều mà mình hành hàng ngày đó nó có thể giúp cho mình như thế nào. Tại sao phải giữ giới, ngũ giới giống như là mình đóng bảo hiểm á. Chúng tôi có nói vài lần là giống như ngũ giới mình đóng bảo hiểm, dù giữ cái giới thì nhồng sạch mà bảo hiểm nhân mạng đóng bảo hiểm, người nào đóng bảo hiểm nhân mạng biết đó. Giới thứ nhất, giới thứ hai là bảo đảm được tài sản không bị thất thoát, không bị gì này kim sùng đó. Cái giới thứ ba là thường thường liên quan tới gia đình, rồi bảo đảm cái sự hoàn hảo, cái sự trọn vẹn của gia đình. Nhưng mà thường mình không có giữ cái giới thứ ba, mình ngoại tình thường xuyên thì nó cũng vậy, nó tụt dốc dữ lắm. Còn cái giới thứ tư là mình giống như mình đóng bảo đảm cho cái cộng đồng của mình được an vui. Giới thứ năm là bảo đảm sức khỏe, bảo hiểm về sức khỏe. Thì năm cái chuyện đó mình thấy rõ ràng là những cái chuyện đó mình không trong sạch cái chỗ nào thì nó nối tiếp kia để nó đưa mình đi về một số cảnh giới mà thành ấy. Ví dụ như người nữ mà đi thường thường đó, người nữ sanh về đa số thì sanh về cõi thiên ấy nhiều, tại đức tin mạnh, chứ nó không như người nam. Người nam thì cái đức tin nó không có mạnh, nhưng thường bây giờ họ dùng trí để họ phán xét một số điều. Thành ra người nam mà đi lên thì lên cũng nhanh, nhưng mà còn đi xuống thì chắc cũng nhiều hơn, tại vì người nam thật xấu nhiều lắm quý vị, chứ không có ít. Thành ra mình dựa vào ngũ giới để anh biết như thế nào
Chứ còn bây giờ mà nói chung chung tại sao tôi sanh làm người nữ không á, thì mình nói một giới là nó không có thừa thừa, nó không chính xác. Bởi vì cái giới đó có thể là nó như vậy, nhưng mà cái điều kiện mà để sanh nó có nhiều trường hợp khác nhau. Cái kiếp trước nó theo kịp, hoặc kiếp trước nữa nó theo kịp. Hoặc là cái giới mình trong sạch kiếp này, nhưng mà kiếp trước nghiệp xấu nó theo kịp, thì mình cái ngũ giới kiếp này cũng không có bảo đảm cái lộ nhân tiền của mình đâu. Nhưng mà người nào mà giữ giới trong sạch, ngũ giới trong sạch thì mới bảo đảm lộ nhân tiền. Còn mình làm những cái phước khác giống như bố thí hay là làm gì đó, cái đó nó không có gì bảo đảm cả. Chúng tôi hay nhắc trên room này để cho thấy một cái bài học rất là đáng giá, tức là bài học của bà Mallika, tức là hoàng hậu của vua xứ Kosala đó. Bà làm phước nghĩa là nổi tiếng khắp cả năm châu thời Phật đó, nhưng mà chỉ có một lần nói dối ông chồng thôi, chết chuẩn đi địa ngục như thường, chứ không phải là mình nói ôi tôi làm phước nhiều tôi đấy thì hả. Nhưng mà tại cái phước bà nhiều quá rồi bà đi không có lâu thôi, chứ mình đi là mất mùa lệ tỷ luôn. Nên đây là có những cái là mình đang cẩn thận. Người gì đời thì có hai chuyện dễ vui. Thứ nhất là thấy việc ác nhỏ khinh thường rồi làm, thấy việc thiện nhỏ cũng khinh thường luôn rồi không làm. Cái gì cũng hở ra là chuyện nhỏ, rốt cuộc cả ác thì làm, mà thiện thì chê nhỏ cũng không làm. Đó là những cái mà mình phải xử trong đời sống của mình, để mình cố gắng mình dung bồi cho nó được những cái pháp mình làm nó được có năng lực. Quý vị nên nhớ là chúng ta sanh ra quá nửa đời người chúng ta mới gặp được giáo pháp Đức Phật, tức là cái phước mình yếu lắm cho nên không mạnh đâu. Mình đừng có nghĩ là mình gặp được Phật pháp rồi cái mình làm phước chút cái nguyện này nguyện nọ được. Xin thưa quý vị, không phải dễ đâu, nguyện nhiều dữ lắm, nghĩa là phải nó có năng lực dữ lắm đó mới là được bảo đảm có lộ nhân thiên. Chứ còn không là quay qua quay lại là trở về bốn cái tòa lâu đài cũ của mình đã từng ở rồi, không đường nào tránh khỏi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, sa thú đăng thai, con thành kính đảnh lễ tri ân lời chỉ dạy của ngài, tức là cặn kẽ để cho chúng con tu tập. Mượn nghe không bà Mượn? Thấy bà Mượn chắp tay à, bà Mượn nghe không? Dạ, cảm ơn bà Mượn. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, Nhật Bình kính mời đạo tràng, mời bàn tay quý vị mời những câu chích chát ạ. Dạ, con rất là tri ân ngài ấy về tại sao mà chúng con phải tái sanh làm người nữ để chúng con tu tập. Đúng như ngài nói là nửa đời người mới gặp được giáo pháp của Đức Thế Tôn, thì biết rằng phước của con rất là ít, ít lắm. Mai thôi là tuột lút luôn rồi, không gặp luôn. Dạ, con thành kính đảnh lễ đại đức Nguyên Thông vừa quan lâm vào đạo tràng. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời quý vị mời bàn tay và mời những câu chết chát ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, con không biết đại đức Nguyên Thông vào đạo tràng có câu hỏi không bạch sư? Nếu sư có câu hỏi thì sư cho con một tín hiệu để con dâng mít đánh sư ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, sư có nghe được âm thanh con không? Dạ, nếu sư có câu hỏi thì cho con một tín hiệu, con sẽ dâng mít đánh sư. Dạ, trong khi chờ đợi những câu hỏi và những bàn tay, dạ, con xin được hỏi bạch ngài. Tại hôm trước đó, con nghe một vị nói là mình phải tu thì mình học pháp rồi mình phải thấy được danh sách này, thì con chợt nghĩ ra, con chợt nhớ ra là nếu mà mình biết được danh sách thì ít nhất thì mình phải có chứng quả tu đà quần thấy 100 kiếp. Nhưng mà vị nói với con là không phải 100 kiếp mà 1000 đại kiếp. Và bạch ngài, 100 kiếp thì nó đã quá dài rồi, mà vì con nghe tới 100.000 đại kiếp. Dạ, tính bạch ngài chỉ dạy cho con à, phải là 100.000 đại kiếp hay là 100 kiếp? Bạch ngài, con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, khi mình bắt đầu mình tu hành, mình nghĩa là nói trắng là tu 13 la mật đó,
Kể từ ngày mình hạ thủ công phu mình nguyện hành 13 la mật để tận diệt phiền não để chứng thánh đó, cho tới ngày chứng được sơ quả, sơ đạo sơ quả là 100.000 đại kiếp nào tối thiểu à. Cái đó là tối thiểu chứ không phải đâu. Còn mình bây giờ đó, đa số chúng ta đó, kiếp nào cũng tu nháp hết á, có lẽ là 1 triệu 1 triệu 1 tỷ kiếp hết, đúng rồi đó, kiếp nào cũng tu. Quý vị nên nhớ đó, chúng ta gặp được Phật pháp cái này đó, nghe quá nữa là người tu pháp nó cũng đã xế chiều rồi, tức là về phương diện Phật pháp đó là bắt đầu là khó hiểu khó nhớ rồi, mà chúng ta quá nữa đời người ngập chứng là cái não chúng ta nó làm việc chậm rồi, thì kiếp này tính ra kể là tu nháp thôi chứ làm sao tu thiệt được mà tính 100 kiếp hay là ấy. Nghĩa là chúng ta đó thì đi có lẽ là 100.000 đại kiếp, là nói cái đó là nói cho cái người mà nghĩa là kiếp nào cũng gặp được Phật pháp mà tu hành cái thiệt kìa, chứ còn mình tiếp nào tu nháp hết à, mà cái muốn cái đó thì không được đâu, nói thật sự đó. Còn cái chuyện mà nó mình thấy danh sắc đó là chuyện nhỏ thôi, trong kinh Pháp Cú cũng nói rồi, sống 100 năm mà không thấy được sanh giác, không thấy được sanh diệt, không bằng sống 1 ngày thấy được sanh diệt thoát đi danh sắc. Nên là mình có thể là mình thấy được, nhưng mà cái thấy đó đó chỉ là cái nhân cho những cái sự kiếp sau để mình tạo ra là bậc tiếp thôi, chứ còn đâu phải dễ đâu. Thấy danh sắc rồi thấy nhân danh sắc họ đi lên 16 tệ minh sát thường thường ha, nó ghê gớm lắm. Mình bây giờ có thấy danh sắc chưa chắc đắc rồi, tại vì lý do là mình đâu có chắc gì mình là người tam nhân đâu, nghe không? Người nhị nhân vẫn có thể thánh được danh sắc như thường, nhưng mà thấy đó để đó chứ không làm gì được đó. Thành ra giờ ra mình nguyện, đừng nguyện gì đó, nguyện ráng nghĩa là tu tập để được chấm dứt phiền não càng sớm càng tốt, nguyện nhiêu đó thôi, để là nhớ để kiếp nào mình dầu không gặp Phật pháp thì cũng gặp ít nhất cũng gặp được những cái bậc mà bộ thì họ còn nói pháp đó rồi cho mình nghe được, chứ còn nếu mà kiếp tới mà cô Như Quỳnh gặp sư Lứa Tông gặp Nguyên Thông thì cũng giống nhau thôi, thế đâu làm sao khác được hơn được, phải không? Tại vì mình là cùng một cái giống là tu nháp thôi mà nó khổ vậy đó. Thành ra cái chuyện mà chúng tôi khuyên cái gì đó, nghĩa là ít nhất là quý vị nên theo cái gương của một số cái dân tộc khác đó. Ví dụ ở trong hạ 3 tháng hạ của ông sư đó, thì có khoảng 10, 12 tới 13 cái chủ nhật tùy theo năm. Thế những 13 chủ nhật mà quý vị tu rốt ráo vô ngồi chủ nhật nào cũng vô chùa mà thọ bát giới mà thọ thứ thiệt á, ở chùa luôn 24 tiếng hồ để thọ đó, đó. Thì một năm quý vị nhất còn có 10 mấy ngày để mà tu. Chứ còn ngày nào cũng đi chùa vô để xin xăm lắc xăm gì đó, hoặc là lại Đức Phật 2-3 lại, tưởng là mình đi chùa mình tu cái chuyện đó nói chơi chứ nói thiệt không, nó không giống ai đó. Bây giờ phải đổi cái tư tưởng mình đi, ráng cố gắng mình, bởi vì mình thọ bát quan tức rằng là mình tập tu, mình vô mình thử xem thử coi đó, có 8 giới thôi là mình giữ trong sạch cỡ nào đó để mình tập tu ha. Mà mình tập tu mà nếu nó có tiến bộ thì mình mới là có chút ít phước báo, chứ còn nhiều khi mình tập tu mà nó không có tiến bộ gì cả ha. Vô ngồi thì ngồi cho biết có ngồi thôi, chứ còn quan sát cái gì cũng không biết, hay là đang làm gì thì cũng không có thấy, mà cái nghĩ lông nhông gọi là cái tâm gì tâm quan vu đó, thì thật sự ra đó mình không có nhiều lợi ích trong cái việc đi chùa ha. Giống như là vô rung nè, vậy vô rung rồi không có đầy đủ cái niệm hay là đầy đủ cái định để mình có thể quan sát một số cái điều kiện mà chư tăng ta giải thích cho mình, hay là mình vô rung rồi tất cả mình đóng rung rồi bao nhiêu cái mình im đã lại cho ông giảng sư hết, cho chủ rung hết, thì mình có vô đây ngày nào thấy nhiều người vô đây ngày nào cũng vô đó. Nhưng mà thường thường nói quý vị để cái này quý vị biết là cái rung Phật pháp đó, nó rất là nhiêu khê,
quý vị vô những cái room mà Phật pháp mà thứ thiệt đó, nghe mình nói room thứ thiệt chứ mà chúng tôi không có nói là giải pháp thứ thiệt nha. Thường thường nó buồn ngủ ghê lắm, vô nghe mà nói ngồi buồn ngủ. Dù rằng cái room là mấy 20 mạng thôi, nhưng mà quý vị vô mấy cái room mà nó để rồi chửi thì chửi bới nhau đó, rung nhiều khi có 100 mạng mà vô cái người nào cũng đưa tay lên để súng nhau để làm cái chuyện đó, thì thấy không, hai cái nó khác nhau một trời một vực. Thành ra mình biết cái thời buổi này là cái giáo pháp nó như thế nào rồi, chứ mình rõ không phải nói nhiều. Thời Đức Phật đó là ngay cái người đi làm đó, quý vị thấy người ở con cọc cô độc đi về mà nghe nói người ta giữ quá quán trai thì cũng nghĩa là đói cái mấy cũng xin giữ đó, nổi là nửa khuya ngáp luôn là vậy đó. Bây giờ mình có dám không? Né không? Mình không bằng người ở của ông cấp của đọc hồi xưa nữa. Thành ra mình đừng hy vọng nhiều, ráng tu đi, ráng nguyện trong lòng tu cho nó giữ càng nhiều càng tốt, chứ đừng có nghĩ tới chuyện gì cao xa cho mệt. Nói cái chuyện mà đi chùa hành pháp mình còn không bằng cái ông người ở của ông cấp cô độc đó. Bởi vì chắc học kinh Pháp Cú biết ông đó là gì ha. Nam mô Bích Thà Giác. Dạ sa thú con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Dạ con xin ghi nhớ những lời ngài chỉ dạy ạ. Rất là con rất là tri ân ngài. Dạ ngài nói cái đúng mà thứ thiệt thì rất là ít người. Dạ thì bởi vậy nên là rất là nhiều ghê, con thấy là rất là nhiều ghê. Dạ như lời ngài nói. Dạ Nam Mô Bích Thà Giá. Dạ bây giờ thì con không biết Đại Đức Liên Thông có câu hỏi không, thì sư cho con một tín hiệu để con dâng bích đến sư. Dạ kính chào Vinh Kinh và kính chào tất cả quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Dạ con thỉnh sư ạ. Dạ kính thưa sư phụ Liễu Tông, con có hai câu hỏi. Một cái là con hỏi là cái kiếp mà nãy cô Nhật Quỳnh nói đó, là kiếp trái đất hay là kiếp sống của chúng ta, tức là một đời sống của chúng ta gọi là một kiếp, đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó, thì con cũng nói cho đạo tràng này tăng lên tinh thần, là bởi vì cái người đại tớ của ông cấp cô độc đó, ông làm rồi về mà ông chỉ giữ bát quan trái giới có nửa ngày thôi, mà chỉ ngửa ngày rồi sao ổng chết, thì cũng như là sư phụ Liễu Tông đã nói đó, thì ổng đã quá sanh lành một vị thần. Thành ra quý vị mà nghe sư phụ Liễu Tông giảng dạy đó, thì ráng cố gắng một cách nghiêm chỉnh là giữ bát quan trai giới trọn ngày. Thì nếu mà mình nửa ngày như là cái người đại tớ của ông cấp cô độc, mà chỉ giữ cái nửa ngày thôi mà đã được quá sanh làm vị thần cây, thành ra mình có thể là tin tưởng lời theo ngài Diệu Tông để mà cố gắng giữ tròn 24 tiếng của bát quan trai giới. Kính thưa sư phụ, vậy cái kiếp mà hồi nãy nói là cô Nhật Quỳnh ở một ngàn đại kiếp, hay mà đó là tại đại kiếp trái đất hay là đại cái kiếp của chúng ta, con xin sư phụ từ bi chỉ dạy cho con rõ thêm. Sư phụ, con xin trao mai cho sư phụ để giảng dạy thêm cho con hiểu, và chân thành tri ân chư vị đã lắng cho nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thỉnh mời sư phụ cầm mai. Nam mô Bổn Sư Dạ kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự kiếp thường nói chung chung là nó có nhiều loại, nhưng mà kiếp mà nói là để tạo mặt đó là thường ta dùng kiếp trái đất nha. Ví dụ như bao nhiêu kiếp thường dùng kiếp trái đất. Còn nếu mà kiếp mà dành cho kiếp người đó, thường ta có thêm một chữ để cho mình dễ hiểu gọi là Ayu Kappa, tức là kiếp tính theo tuổi thọ, chứ không còn nói nếu là nó kiếp không đó, Kappa hay là Maha Kappa đó, thường chỉ cho cái tuổi thọ của trái đất. Nam mô Bích Thà Giá. Dạ kính thưa sư phụ, nói về kiếp trái đất đó, thì có những cái kiếp trái đất như là cái kiếp trái đất của chúng ta, là chúng ta may mắn cái kiếp trái đất mà chúng ta đang sống đây đó, là trái đất này có thể chứa được 5 vị chánh biến tri, và có những kiếp khác là 1, 2, 3, 4.
Còn có những kiếp trái đất mà không có việc chánh biến tri thì những cái kiếp trái đất đó mình vẫn gọi là bằng nhau là một kiếp trái đất, hay là có khác biệt về bao nhiêu việc chánh biến tri trong trái đất đó không, thưa sư phụ? Xin sư phụ giảng giải thêm cho con rõ vào điểm này. Dạ, con thỉnh mời sư phụ cầm mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, thực sự kiếp trái đất hay có gì bao nhiêu gì Phật hay là không có thì nó cũng tương đương nhau, nó sai cái sự sai biệt không thể biết được, bởi vì nó mình sai biệt một 200.000 cái kiếp tuổi thọ của mình thì không thua vậy đó, ngay cái kiếp người cũng vậy chứ, cái kiếp người của mình nó bây giờ là trung bình 75 là đi xuống tới 10 tuổi, đi lên cho tới một a tăng kỳ tuổi đó, phải nói cũng vậy chứ. Nếu mà mình tính cái chuyện mà cái thí dụ như mình nói cái kiếp tạo hoặc là kiếp người đó, tới cái lúc mà cả 100.000 tuổi như vậy thì mình tính sao, thấy không? Thường kiếp rác thí dụ như khoảng thường kiếp rác người ta tính theo, nghĩa là cái này tính cũng không có gì chính xác, theo tuổi thọ của mấy ông về khoa học của Ấn Độ tính từ khoảng 3.5 tỷ năm cho tới khoảng 6 tỷ năm kiếp trái đất á. Nhưng mà cái đó thì chúng ta nói rõ là không có chính xác, nhưng mà đại khái người ta cho cái độ dài của nó vậy đó. Bởi cái tuổi thọ của đó đó là tùy theo, nó không tùy theo Đức Phật, mà nó tùy theo cái điều kiện của giữa cái những thái dương hệ với nhau. Ví dụ như cái kiếp trái đất của mình nó giữa thái dương hệ là như thế nào, khi mà vị Phật cuối cùng ra ra đời đó thì người ta nói thấy bảy cái mặt trời, cái đó là mình nói cho nghe cho nó dễ hiểu chứ, thấy bảy cái thái dương hệ nó gần nhau quá, nó nóng nó nổ chứ không có gì đó, chứ không ai làm nó nổ đó. Ví dụ bảy cái thái dương hệ, mỗi mặt trời là tính là một thái dương hệ, bảy cái thái dương hệ mà bây giờ nó di chuyển chiều này chiều nọ trong nó gần nhau đó, vậy thì cái độ nóng đó nó làm nó biết bèn liền đó. Thì mình không thể nó tính cái tuổi thọ là tính thành năm giống như mình tính gọi người không có được. Nhưng mà ta tính theo cái chiều dài của cái những vị Phật tới để tính như thế nào, giữa cái vị Phật có nhiều đó thì trung bình là tính vậy đó, mỗi cái nó mỗi khác. Thường người ta là cái nó làm chuyện nó nói được, ví dụ như Bút Thanh Đoan, tức là cái tuổi thọ giữa Đức Phật này Đức Phật khác thì cũng gọi là cặp bạ được, nhưng mà cái đó theo sự giải thích đó, chứ mình nói một chuyện thì nó có thể nó không chính xác được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, kính thưa sư phụ, cho con được hỏi thêm một câu hỏi khác. Kính thưa sư phụ, cái khoảng thời gian từ một vị chánh biến tri này đến vị chánh biến tri khác thì con được hiểu là nó không thể nào tưởng tượng được, cái số kiếp đó là phải tính hàng tỷ tỷ năm. Kính thưa sư phụ, xin sư phụ cho biết là vào khoảng bao nhiêu tỷ tỷ năm một vị Phật này đến vị Phật khác? Trong kinh có nói dường như là từ ngài Kassapa đến Đức Phật Gautama là cái khoảng thời gian đó là khoảng ngắn nhất. Và kính thưa sư phụ cho biết có khoảng ngắn nhất là có thể được bao nhiêu tỷ 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 năm, và khoảng dài nhất là bao nhiêu tỷ tỷ năm? Xin sư phụ cho con biết cái điều này, con cũng chưa rõ ra. Xin sư phụ, con thỉnh mời sư phụ trở lại mic. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tôn hiền giả, thưa quý vị, nó có những cái chuyện liên quan tới cái cặp bà nè, nên mình chắc chắn là mình không thể nào mình định nghĩa cái chữ cặp bà bằng con số được. Cặp bà thứ nhất là sụ tà cặp bà, tức là kiếp mà trái đất không có Đức Phật chánh đẳng chánh giác nào xuất hiện. Cái thứ hai xả ra cặp bà, kiếp trái đất chỉ có một vị mà thôi. Cái thứ ba là mành đá cặp bà, kiếp trái đất có hai vị. Cái thứ ba là quá ra cặp bà, kiếp trái đất có ba vị. Và xả ra cặp bà 4 vị và phát thác cặp bà là 5 vị đó. Nhưng mà không ai biết cái giữa từ cái kiếp đất có một vị cho tới hoặc là kiếp đất không có vị nào cho tới và kiếp đất có 5 vị đó, cái tuổi thọ nó khác nhau như thế nào thì không ai nói được đó. Mà trong kinh điển cũng không có giải thích, chú giải cũng không có giải thích đó. Thành là giữa cái vị Phật này tới vị Phật khác đó, người ta dùng danh từ là Bút Thành Đoan, Bút Thành Đà Ra Cập Bạ.
tức là cái khoảng trống giữa vị Phật này tới vị Phật khác, chứ hiện tại chỉ dùng cái chữ đó thôi, mà cái chú giải thì không có giải thích chứ Bút Đàm Tà Ra Cập Bà là cái gì. khoảng giữa hai cái thời gian vị Phật này tới vị Phật kia. Nhưng mà tới bây giờ đó mình có nhiều cái cách để mình tính, mình có thể mình biết được cái đại khái thôi. Ví dụ như bây giờ cái tuổi thọ người ta mỗi năm giảm một tuổi, giảm 100, cho tới khi nào mà giảm tới còn 10 tuổi thì một đạo đi lên cho tới một a tăng kỳ, rồi đi xuống trở lại còn 100.000 tuổi vị Phật mới ra đời, thì quý vị có tính bao nhiêu ngàn tỷ năm đó, đâu phải dễ, anh ta tính không có ra được. Chứ thôi muốn tính cái đó dễ đâu, thành ra tùy theo cái chỗ, nhiều khi mình nói cái ai chú cặp mà nó cũng đã thay đổi rồi, chứ đừng nói chi tới cái tính là xuống cho ta cặp bà Bút Anh ta ra cặp bà hay cái gì đó, là cái đó là mình để học để cho có khái niệm thôi, chứ còn bây giờ hỏi nó là cái gì chúng tôi cũng biết được không, trả lời cho nó chính xác giữa hai khoảng đó là như thế nào. Nam mô Bích Thầy dạ. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ con thấy Đại Đức Nguyên Thông đã tri ân sư phụ rồi. Dạ chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Liễu Tông đã từ bi giảng giải câu hỏi của Đại Đức Nguyên Thông. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ Nhật Quỳnh thấy Quỳnh Kinh đã đeo mắt kiến rồi. Dạ Quỳnh Kinh có câu hỏi không? Có thể giúp đạo tràng cho có ý kiến về Phật Pháp sáng một chút nha Quỳnh nha. Dạ chứ Nhật Quỳnh thật sự nói là ngu lắm nha. Rồi vậy nhờ mời Quỳnh bàn tay Quỳnh Kinh nha. Dạ Nam mô Bích Tha dạ. Dạ con kính lễ chư Phật tử tăng, kính lễ Thượng tọa Lưu Tông. Mới giờ thì nghe Sư Nguyên Thông hỏi về vấn đề kiếp thì con thấy giờ để hỏi về vấn đề kiếp mà gần nhất là kiếp người đó thôi. Thì mình nói về kiếp người tức là một cái tuổi thọ của con người mình bây giờ thì nghe nói thì khoảng 75-80 rồi đó. Thì thưa sư giờ mình làm thế nào để mình có thể mình biết được cái tuổi thọ của mình tới đâu, để mình biết chính xác được mình sống tới đâu và mình chết tới đâu. Bởi vì có một số vị người ta có thể đoán được, người ta biết trước được là người ta chết vào ngày nào, tháng nào, năm nào. Thì khi một người biết được như vậy thì làm sao người ta dựa căn cứ vào cái vấn đề nào có thể biết được mình sẽ chết vào ngày nào, tháng nào. Dạ con cũng tỉnh rồi sư ạ. Nam mô Bích Thầy dạ, kinh bạch chư tôn hiền dạ, kính thưa chư quý vị, mình chờ chết lúc nào thì mình không thể biết được. Lý do là cái chết của người ta nó có bốn chuyện. Thứ nhất là hết tuổi thọ, thứ hai là hết nghiệp, thứ ba là hết tuổi thọ với nghiệp, và thứ tư là nghiệp chữ chan vô. Đó. Mình không biết mình chết cái kiểu nào thì không thể nào nói biết mình chết lúc mấy tuổi hết. Nhưng có một chỗ gì đó, người ta đắc thiền, rồi người ta luyện thần thông để gọi là Anakhatansanyana đó. Thì người ta có thể nó biết chính cá nhân họ hoặc người khác, một vài người nào mà có cùng công nghiệp họ biết, có thể chết ngày nào thì họ biết. Ngoài trừ những người đó thôi, chứ còn người khác mà không có luyện những cái phương pháp vậy thì không biết được. Chúng ta thì cũng lại càng không biết. Bởi vì cái lúc người ta chết với cái loại chết nào thì không ai biết được đó. Sao phải biết? Mình nói chết hết tuổi thọ thì mình đến trung bình tuổi thọ của chúng sanh khoảng này là khoảng 5. Nhưng cái đó là nghe tính đa số thôi, chứ làm sao mà tính đâu phải ai cũng tới 75 tuổi chết đâu. Nếu mà nói tới 75 tuổi chết thì cái người đang nói đây cũng bắt đầu rung rồi, bởi vì bây giờ là thất thập cổ lại Mỹ rồi, còn có mấy năm nữa không có đâu. Nhiều khi ngày mai ngày mốt cũng chừng rồi không có chi gì bảo đảm đó. Còn Quỳnh mà muốn biết thì Quỳnh cái ráng chịu khó luyện thần thông đi, rồi sẽ đoán được cái người đang nói đó lúc nào đi, để cho họ biết là họ quyên tiền để thiêu trước. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ sao thứ dạ kính trên đường tạo lý tâm.
À, nhưng mà có cái phương cách nào mà để có thể người ta có thể mà luyện tập tu tập để mà mình có thể kéo dài tuổi thọ mình hơn cái bình thường được không? Chẳng hạn như giờ một người hành về tứ niệm xứ và hành liên tục bây giờ là có một cái công phu đều đặn vậy, thì do cái phước báo của cái hành tứ niệm xứ đó có thể giúp cho họ là tăng tuổi thọ được không, hay là cũng phải chấp nhận cái gì mà cái nghiệp nó đã hết? À, con cũng thỉnh sư quan nghĩ cho thích ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thì nhìn trong bốn cái điều kiện mà để chúng sinh có thể chết, thứ nhất là hết nghiệp, thì cái đó là không có thể nào mà tăng được. Thứ hai là hết phước đó, thì cái chuyện hết phước đó mình có thể du di được nhưng mà chắc là không có lòng. Rồi cái ba hết cả hai đó, thì bây giờ mình có tạo phước báo như cỡ nào đi nữa thì bảo đảm là cái nghiệp mà Mr. Tu này nghiệp tới ngoắt là phải đi thôi, chứ làm sao mà mình sống được. Nếu mà có được cái môn đó mà huynh kiếm thì ở đâu có dạy môn đó, chắc nhiều người ấy xin làm học trò huynh để học cái môn đó đó ha. Không có đâu, bởi vì nói thật sự ra đó, vào thời Đức Phật có rất nhiều vị mà thuộc gọi là thần thông cái thế đó, ha. Điển hình ngài Úc Hành La Ná đó, khi mà nghiệp tới thì nó bình thành tư tương cự đà cũng phải chịu thôi, chứ làm sao được. Hỏi ngài có thần thông về sao ngài không không trốn nha. Chú giải giải thích là không có cái năng lực nào mạnh bằng năng lực của nghiệp cả, thành ra có thần thông anh mấy cũng xưa so với năng lực của nghiệp thì không 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 bằng. Để cho nãy không có nhiều gì chứ đâu phải là một gì đâu, chứ nếu mà có cách trốn thì người ta trốn mình đi. Tôi nó nghe nói tuổi thọ ở cái cõi đó 700 năm gì đó, cái sao cỡ ngày mà một cự liên là búng tay cái là qua đỡ để sống được 700 năm, qua đã dẫn chết theo cái tuổi thọ đã được tạo rồi, cái nhân đã tạo rồi, chứ làm sao tránh được. Thật sự chúng tôi chưa thấy chỗ nào nó có cách để làm cho tuổi thọ kéo ra, chứ đây chúng tôi thấy chỉ có cái chuyện mà có đứa bé gì đó rồi chư tăng tới tụng 7 ngày cái đó đó, thì chúng tôi tìm cái sự giải thích của chú giải cũng không thấy nói tại sao này, chúng tôi được đâu mà trả lời huynh. Nam mô hai á. Dạ, kính trời thượng tọa con. À, khi nói về cái chết này thì nhớ tới cái đề cái chữ không. À, nếu mà nói về cho chết thì hết mà cái gì không. À, nhưng mà nếu nói về chữ không, có một số cái quan niệm thì nếu mà một người mà ta có được cái niệm, tức là có được một cái sự tu tập, một sự ức niệm, một sự chánh niệm liên tục, thì tức là lúc đó người ta không có pháp bất thiện. À, tức là khi một người có niệm tức là người có pháp thiện, thì như vậy nếu mà một người mà cứ tu tập thì niệm hoài như vậy thì có đương nhiên là cái pháp bất thiện nó bị tiêu trừ không? À, tức là khi mình có niệm thì đương nhiên nó không có pháp bất thiện, mà không có pháp bất thiện mình cứ niệm hoài thì nó sẽ hết, là chấm dứt được cái pháp bất thiện đó. Thì như vậy là mình đã thành công được cái vấn đề trên con đường tu tập không ạ? Dạ con cũng tỉnh xe. Không thể làm được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, chuyện đó không thể làm được. Lý do là cái nhà bậc thánh mà được nhập thiền viện được đó nha, nhưng mà vẫn phải quán quán trước khi nhập thiền viện là quán cái tuổi thọ hết lúc nào. Quán cái là sao quán được đó. Chứ nếu ngài biết ngài ngài có thần thông, ngài biết ngày mai ta chết thôi, ta nhập thiền viện 7 ngày để trốn trốn chết à, phải không? Không có đường nào đâu Quỳnh. Đó, một trong bốn cái chuyện đó là không có đường nào mà đỡ đó ha. Thì câu hỏi của vị nắng chiều là còn cái lý thứ tư là gì, là nghiệp chữ chan vô. Thì họ dí dẫn trong tiêu giải, thí dụ giống như cái mình có cái đèn dầu thì mình chưa xài đó, một là hết dầu, hai hết tiêm, ba hết cả dầu với tiêm, và thứ tư gió thổi nó tắt. Đó, cũng cũng nghe đó, đó thành ra cái mà để làm cho nó kéo dài cái sự sống đó không có đường nào hết Quỳnh. Nam mô Bổn Sư Thầy á. À, xa hướng xa kính lần thượng tọa lưu tâm. À, alo, quý vị còn nghe rõ không ạ? Alo, à, quý vị dân hoa cúng dường thượng tọa lưu tâm ạ. Có ai có câu hỏi gì thì cứ hỏi nha. À, cứ hỏi để cống thời gian. À, thì nghe theo như sư lưu tâm nói thì giờ
cái chết coi như là xong, là coi như mình giảng tồn, chấp nhận thương đau, nó không cách gì mà thoát khỏi. À, đó là cái vấn đề mà cũng là cái trăn trở của chúng sanh. À, nhưng mấy vua chúa này kia cũng tìm cách hồi lão hồi sinh, quả rải lão hoàn đồng rồi trường sanh bất lão đủ thứ, nhưng mà cuối cùng thì cũng là đường. À, như vậy đó là vấn đề mà chúng ta cần phải được biết như vậy. À, thấy cô Dịch Quỳnh có cần hỏi một câu rồi, mời cô Dịch Quỳnh. Dạ, cảm ơn Quỳnh. Kính Rất Mong Bích Tha Giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Như Quỳnh, kính chào Đạo Tràng. Dạ bạch Ngài, do câu hỏi của Quỳnh Kinh thì con chợt nhớ, con xin hỏi để con quên. Dạ, sao con thấy có những người người ta nói với con là ví dụ như cha mẹ người ta không có tu tập gì hết á, không biết Phật pháp là gì hết á, nhưng mà sao người ta biết được, người ta nói là thí dụ bữa nay tụi con dọn cho ba ăn hay cha ăn gì đó, rồi rồi ông nói là ông sẽ đi xa đồ này kia kia nọ, rồi ông ăn xong rồi ông tắm rửa sạch sẽ, ông thay đồ, rồi ông lên ông nằm là ông chết luôn. Dạ bạch Ngài, những cái trường hợp đó là như thế nào, Ngài Ngài chỉ dạy dùm cho con ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, con kính dâng đến Ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị. Thường thường trước khi cái lộ cận tử nó phát sanh, nó có cái mà cái triệu chứng mình gọi là thấy cảnh giới, thấy cảnh. Thường thường có nhiều người cái nghiệp họ tốt, họ thấy cái đó, họ đoán thôi chứ chắc chắn là biết, họ biết 100%, họ chắc chắn không biết đâu. Đó. Họ thấy những cái triệu chứng đó đó, mình gọi là thấy cảnh giới đó. Rồi cái thì họ mới nói vậy, thế chứ đâu có chắc. Có những vị nào hành thiền thì họ có thể họ thấy được, nhưng mà không có hành thiền thì khó lắm. Nhưng mà khi mà thấy cảnh giới là người ta đoán được cái chuyện gì, đoán khi thật khi trúng cái chuyện đó thì không có rõ, nhưng mà mình nếu có cái phước nào để cho mình thấy cảnh giới, để mình chuẩn bị này kia ông sùm đó, thì mình có thể mình đoán để mình thấy được đó. Ở Việt Nam thì theo chúng tôi biết thì có ngày cải giác quan đó, ngày cải giác quan, ngày không có nói ra nhưng mà ngày cải giác quan đó, bình thường ngày tụng kinh mà thôi, bữa đó ngày tụng kinh ngày mặc đồ đàng hoàng lắm, mặc cái giống như y tận giờ lê đồ, ngày quấn đàng hoàng, ngày tụng xong cái ngày ngồi thiền, sau cái ngày không thèm đi ra, súng súng vô ngó ông mới tu là ông y tá, vô ông nói rồi ngài đi rồi à. Thì có thể là ngài đó biết à. Ngày cả giác quan, ngày cả giác quan chùa, ngày cả chùa giác quan đó. Đó, thì cái đó trường hợp chúng tôi biết thì là vậy đó, thì có thể là ngài biết nhưng mà ngài không có nói ra là mình cũng rõ. Còn cái triệu chứng như nhiều người thấy nhưng mà có thể đoán được, có thể đoán cũng trật lắc. Nhiều người mua đồ mua này mua nọ về để chuẩn bị giống như mình sắp đi đến nơi, rốt cuộc không đi. Đó. Còn có nhiều người đó thấy cũng 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 thấy vậy, nhưng mà họ đoán, có thể đoán trúng rồi họ cũng sớm sửa vậy, cái rồi họ đi khỏe đè, mà cái đó thì may rủi sao chúng ta. Nhưng mà thường cái giống như bốn cái điều kiện mà mình nói ra, làm sao mình biết mình hết nghiệp lúc nào, sao mình biết mình hết phước lúc nào, phải không? Đó, thành ra đó những cái chuyện rất khó để mà biết được. Nhưng mà chúng ta nói là con gì ta tu thần thông, ta tu về phương là trong cái giải nó là tu về hơi thở đó, mà đắc thiền cũng do hơi thở, rồi luyện thần thông cũng luyện do hơi thở đó, thì cái gì đó có thể đoán được cái lúc nào mình hết hơi thở. Những cái khác thì chúng tôi không thấy chú giải giải thích. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, kính thưa sư phụ, cho con hỏi thêm câu hỏi nữa. Kính thưa sư phụ, Đức Phật đã Parinibbana, đây là 2563 năm. Vậy thưa sư phụ, thật ra bây giờ không có Đức Phật ở trên thế gian này thì con người ta có thể tu chứng được hay không sư phụ? Nếu mà nói không có Đức Phật thì bây giờ còn kinh sách còn đầy đủ, thì nếu người ta có thể lấy kinh sách coi như là lời giảng dạy của Đức Phật còn sống, thành người ta có thể làm Savaka Bút Thá được sư phụ, được không sư, thưa sư phụ? Con thỉnh mời sư phụ cầm mic.
Nam mô Bụt Thầy gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư vị. Người có khả năng đắc đạo quả thì có một trong hai trường hợp. Thứ nhất là nghe từ Đức Phật, thứ hai nghe từ các bậc thinh văn. Nghe từ các thinh văn tức là gọi là sở và cạo với xe giá, còn kia là bức tháo với xe giá. Còn bây giờ nói mình có kinh điển đó, mà hỏi mình có khả năng đọc kinh điển để mình tu tập hay không. Quý vị nào mà coi trong cái học trong cái kinh thập thường á, kinh thập thường trong pháp bốn chi có nói rõ ràng, thì pháp bốn chi cái này chú giải gọi là sổ ta bạch trì dân khá, tức là các chi để đắc sơ đạo sơ quả. Thì nó bốn cái chi này như thế nào? Thứ nhất là sập bù lý xã sẵn sẽ vô, tức là gặp bậc thiện trí. Cái thứ hai sập thâm má xã quả năng, nghĩa là nghe pháp từ bậc thiện trí đó. Thứ ba là vô ni sổ mà nó sẽ ca đá, tức là mình phải khéo tác ý theo cái lời mình đấy. Và cái thứ tư là thâm ma nú thâm má và thể bạch tị, tức là tu theo từng tự pháp mà mình đã nghe đó. Thành ra bây giờ mình lật kinh điển ra đó mà mình không có cái việc gọi là sập bồ đề sản sẽ vô là cái chuyện mà mình đắc nó khó lắm. Cái chuyện mà mình tự đắc đó, thì chỉ có hai hạng mà thôi. Thứ nhất là mà sẵn bút thá, thứ hai là xảo qua cả sẵn bút thá thôi. Còn mình là phải một là nghe từ bậc từ Đức Phật, hai là nghe từ các bậc thiện trí đó, là thành ra phải nghe. Còn mà mình nghe mà mình có khả năng về pháp học thì mới có thể vô ni sổ nó sẽ ca đá được. Còn nếu mà mình không có vô ni sổ thì ca đá thì làm sao mình lấy được đó. Mà cái thời buổi này đó bậc thánh còn chứ không còn, nhưng mà mình cái cơ hội mình gặp được cái bậc đó không phải dễ để mình nghe cái giáo pháp người ta. Bởi vì dựa theo cái chú giải của Bát Kinh Pháp đó, giải Bát Kinh Pháp, nghĩa là trong từng ứng cũng có, mà trong thần luật cũng có, sinh tạo bà xã đi ca cũng có đề cập tới đó. Tức là tại sao mà Đức Phật nói là cho người nữ vô tu thì giáo pháp chỉ còn một nửa tuổi thọ, mà thường mình nghe nói 5.000 năm là gì sao? Thì theo chú giải của cái Bát Kinh Pháp này đó, thì 1.000 năm đầu là chỉ cho bậc A La Hán mà có đầy đủ, có thể thờ thần thông, có thể có tứ vô ngày giải đầy đủ. 1.000 năm thứ hai là sổ khả với bạch sa cạ mà thôi, tức là chỉ có bậc A La Hán mà thiền khô đó. 1.000 năm thứ ba là còn bậc tam quả, 1.000 năm tới còn bậc tứ, còn bậc tư đà hàm, và 1.000 năm cuối cùng còn bậc sơ quả. Nhưng mà bây giờ mình cũng gặp bậc những cái gì đó đâu phải dễ đâu. Nhất là mình ở thành phố nữa, mấy cái gì đó chắc chắn là người ta phải ở cái nơi mà dành cho bậc thánh chứ ta mà ở cho mình không gặp được, tức là không đủ bốn cái điều kiện đó được trình bày trong kinh tập thượng. Thì quý vị thấy nó rất là nhiêu khê cho mình ha. Thành ra bây giờ đó thì mình lên học về là học mà phạm nhân dạy cho phạm nhân nghe. Thì chúng tôi hay thí dụ là người mù dẫn người đuôi đi là vậy đó. Tại sao người mù dẫn người đuôi đi được? Tại người mù có cây gậy, còn người đuôi không có cây gậy, rồi người mù có cây gậy dẫn được người đuôi đi được. Nhưng mà trước sau có hai cùng lọt giếng à, đừng lo, không mù cái thầy giá. Dạ, sa thú, dạ con thấy. Dạ, thấy đại đức Nguyên Thông trở lại đầu tràng rồi. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, con thấy sư té ra rồi. Trở lại rồi té ra tiếp. Dạ, bây giờ Nhục Quỳnh kính mời Quỳnh Kinh. Dạ, Nhục Quỳnh nói, xin hỏi có một câu thôi. Dạ, làm gián đoạn dòng tư tưởng của Quỳnh Kinh. Dạ, kính mời Quỳnh Kinh nha. Quỳnh Kinh còn đó không, còn trước mai không? Cho Nhục Quỳnh một tín hiệu đi. Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, rồi kính mời Quỳnh Kinh. Dạ, nó mở cái thai đó. À, thì
À, theo như Thượng Lão Tông nói thì về bốn pháp đó cái bộ khó ăn chúng ta thấy là phải khổ đế nói rồi thì chẳng trong cái vấn đề mà nói về khổ khổ thì con thấy là cái khổ đế trong cái khổ thánh đế đó, có cái sanh già chết sầu bi khổ não vân vân thì cái sanh là khổ thì theo như cái vấn đề này thì mình phải hiểu như thế nào sanh là khổ thôi chứ sanh ra như thế nào trong trường hợp như thế nào, bởi vì sanh nó có vấn đề mà rất là vi tế, rất là tế nhị thì nó khổ khổ làm sao. Dạ con cũng thỉnh toàn với tao ạ. Nam mô Bố Thầy gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Ở đây đó có hai chuyện, thứ nhất là chế định pháp, thứ hai là tinh pháp. Thì bây giờ đó khi mà ngài anh sẽ chí mà ngài tóm tắt cái bài kinh mà ngài nghe đó cho ngài sẽ đưa ngài Upatissa, chưa 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 phải là sẽ đưa Bồ Tát ngài Upatissa đó. Rồi câu dê thăm ma hễ tụ bạc phá hoa đó, thì chữ dê thăm ma cho đó đó, nếu mình hiểu theo chế định đó, hiểu chế định pháp đó, tức là gồm tất cả các pháp hữu gì ăn các pháp hữu vi, nhưng mà nếu mình hiểu thực tính pháp tức là chi pháp của khổ đế đó, nghe dê thăm ma cho đó dịch là khổ đế, dê thăm ma hễ tụ bạc phá hoa tức là khổ đế có nhân là tập đế. Thành ra cái chữ khổ đó nó có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là mình hiểu theo theo chế định pháp thì cha ti bị thúc cả ra bị thúc cả mà ra bị thúc cả đó, đó mình theo theo chế định. Nhưng mà dựa vào chế định đó mình nhận ra thực tính pháp là chỗ nào? Sự sanh ở đây đó là sự sanh của tất cả các tâm tâm sở và sắc thuộc về pháp hiệp thế trừ tham. Sanh của tất cả cái đó chứ không phải là người sanh hay cái gì sanh đó, sanh cái chỗ đó đó, bởi vì mình sanh cái đó ra thì quý vị biết rồi, Lokiya chiệt bẹt xe bẹt 51 tâm sở trừ tham là 28 sắc pháp đó, thì nó sanh thì nó phải diệt chứ không có cái nào nó sanh là nó không thèm diệt hết đó. Mà nó thì khi nó sanh rồi thì nó phải, nghĩa là nó có rồi nó phải mất, có rồi nó phải mất thì nó là khổ chứ làm sao không khổ được. Thành ra mình muốn nhìn nhìn vô thực tính pháp mình mới thấy sanh diệt được, chứ còn mình nhìn vô chế định pháp thì không thể thấy sanh diệt được đó. Thành ra cuối cùng cái câu đó đó nó mới là sự chấp thủ vô năm cái chuyện đó, 12 cái chuyện đó, hay là chỉ chấp thủ năm ngũ uẩn mới là khổ. Còn nếu mà nhìn theo thực tinh pháp thì bất cứ cái tâm nào sanh nó phải diệt, thì sự sanh diệt đó nó là điều kiện để đưa tới cái vô thường khổ não vô ngã là vậy đó. Mà sự sanh diệt của tâm của những cái tâm hiệp thế đó gọi là khổ đế, về tâm ma hệ tụ bà bỏ qua rồi, chúng ta nên hiểu như vậy đó thì mới thấy được cái khổ. Mà thường thường chúng ta thấy khổ đó, thường chúng ta thực hành chúng ta hay lầm lẫn cái chỗ là thấy khổ là thấy như thế nào. Đầu tiên là chúng ta chỉ thấy được cái thọ khổ thôi, rồi cái thứ hai chúng ta thấy thực tính của khổ, rồi thứ ba mới thấy được trạng thái khổ, tức là đúc khả lắc khả nạ, trạng thái được khổ. Thì trạng thái được khổ đó mới thấy, mới gọi là vô thường khổ não khổ ngã, tùy theo người thấy. Cái ba là mà cùng người thấy, cùng thấy danh sắc sanh diệt này kia, nhưng mà nếu cái người đó đó tạo ba la mật để thấy cái đó là vô thường khác, mà người mà tạo ba la mật để thấy cái đó là khổ là khác, mà đã thấy là vô ngã nó lại khác. Ba la mật đó để mình thấy những trường hợp đó nó khác nhau, chứ nó không có nào nó giống nhau cả. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ xa thấu xa thấu, dạ kính trân thành tội luôn. À, nhưng mà trong cái chỗ cái phần mà khổ đó, phần khổ đế đó thôi, thì sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, nhưng mà cái quán tấn hội khổ rồi ái biệt ly khổ thì gần cái gì mà mình không ưa thích là khổ, mà ái biệt ly khổ thì nghe có tính cách đời thường đó, thì giờ mình thấy theo cái chân đế chỗ này thì thấy chân đế như thế nào, thấy theo cái thực tính pháp của hai cái phần này thì thấy như thế nào mới được xếp vào trong cái phần tứ thánh đế. Dạ con cũng vẫn chưa.
Nam mô Bố Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kinh Chư Quý Vị. Thì dĩ nhiên mình muốn thấy theo cả chế định cái thực tinh thế, thực tính đều thấy được đó. Ví dụ như sự phát sanh của cái thọ lạc, thì mình thấy cái đó là mình chấp vô cái đó thì tới chừng cái thọ lạc nó mất không, hay là nó sanh rồi nó ở điên đó. Đó. Mà khi cái thọ lạc nó diệt thì lúc đó là cái gì? Mình thấy khổ là tại vì mình chấp vô cái đó. Mà thấy khổ là tại vì cái tham nó vô nó chấp vô cái đó. Hay là nên những cái khác cũng giống vậy thôi. Thành ra khi thường thường mình muốn thấy đó là mình phải thấy theo cái chiều mà trước hết là mình thấy chế định pháp, rồi sao phải đưa tới thực tính pháp mới được. Đưa tới thực tính pháp để mình đo lường tại sao cái đó gọi là sanh là khổ, già là khổ, đau là khổ. Đó. Cái chữ già đây trong thực tính pháp đó là cái thời gian mà nó cái thị tỳ khả nó quá ngắn, thời gian mà nó ở đó nó quá ngắn. Mà thí dụ như cái thọ mà nó liên tục cỡ nào, 1, 2 lộ trình năm mà thôi, chứ nó không có nhiều. Còn nó lên xuống, nó thay xuống, thay đổi. Thành ra khi mình thấy thực tinh pháp mà nó thay đổi liên tục theo những lộ trình tâm như vậy đó, thì mình mới thấy cái đó được. Còn chưa tới khi nào mình chưa bắt được những cái đó thì mình rất là khó thấy. Ví dụ mình đừng nói gì một cái gì mà nó xúc vô cái lưỡi mình mà mình thỏa thích được liền cho đó thì như thế nào, mà khi mà cái đó nó mất thì như thế nào. Nha. Hãy quan sát từ từ vậy đó. Nam mô Bố Thầy ạ. À, sao hữu tuần tầng cái phần. À, hoặc là những cái chi pháp này cũng rất là tuyệt vời. Trong cái trả lời vấn đề sanh đó thì nói sanh là khổ, thì giờ nếu mà nói sanh là khổ thì giờ cái sát na tục sinh đó thôi, thì khi mà một người tử thì qua cho một cái sát na tục sinh là sát na sanh, thì cái sát na sanh nó khổ thì sao thôi. Nếu mình nói cái sự khổ của cái sát na tục sinh này, mình phải nên hiểu như thế nào. Khi nó mới vừa sanh lên thì kêu là khổ, chưa tới giai đoạn diệt thì khổ là khổ sao. Dạ, con cũng thỉnh sư. Nam mô Bố Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kính Thưa Chư Vị. Nó khổ tại có nó là phải có cái nhân nó, chứ không thể tự nó sanh được. Nó do cái nhân nào nó đưa tới cái đó. Mà khi mà đã có nhân tức là phải có điều kiện để nó sanh. Mà dựa vào điều kiện đó thì nó diệt chứ sao. Bây giờ mình thấy cái trạng thái của danh sắc là vậy đó. Tại sao nó sanh? Nó phải có điều kiện để nó mới sanh được. Mà khi nó sanh rồi thì không có cái điều, không bất cứ điều kiện nào để giữ nó, không diệt cũng không được. Nó phải diệt theo cái điều kiện của nó. Thành ra cái điều kiện của sự sanh diệt đó, mình thấy điều kiện của sự sanh diệt đó, mình mới thấy là khổ hay là thấy vô thường, hay là thấy khổ hay là thấy vô ngã. Giống như chúng tôi nói đó, cái người mà có tạo ba la mật để thấy khổ nó khác, người tạo ba la mật để thấy vô thường nó khác, mà người tạo ba la mật thấy vô ngã. Mà khi thấy nó khác vậy đó, thành ra khi cái triệu chứng đắc nó cũng khác. Khác như thế nào? Niết bàn của cái người thấy khổ nó khác, mà niết bàn của người thấy vô ngã thì nó khác, mà người thấy vô thường nó khác. Nó có ba loại là vậy. Tùy theo mỗi cái điều mà phải thấy cái nhân duyên, cái sự thay đổi của nó qua nhân duyên, qua điều kiện hết. Nhưng mà thấy sự thay đổi qua nhân duyên, qua điều kiện của cái tâm thái tục đều như vậy đó. Nhưng mà thấy nhân duyên qua điều kiện, có người thấy đó là sự khổ, người thấy đó là vô thường, hoặc có thấy người thấy đó là vô ngã. Vô ngã bởi vì nó cần nhân duyên lên, không kiểm soát được nó. Thấy khổ là tại vì nó sanh là nó phải diệt, nó không ở yên chỗ được. Đó. Mà thấy vô thường là tại sao mới đó mất đó thì làm sao không vô thường được, nếu mà nó thường thì nó bây giờ ở yên hoài chứ. Nam mô Bố Thà Gia. Rất hoan hỷ thấy có tu học có câu hỏi cung thỉnh thượng tọa Lưu Tông Hoàng Hỷ giải thích luôn, mời MC ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn Vinh Kinh. Dạ, cảm ơn Hồng Ngọc Nguyễn Đông.
Nam Mô Bích Tha dạ. Dạ con xin được đọc câu hỏi của tu học Phật Pháp. Kính thưa sư, các vị A-la-hán cũng có già, bệnh, chết, cũng bị quả báo của ác nghiệp, nhưng các ngài không bị khổ tâm. Như vậy, phải chăng mọi sự khổ tâm của phàm phu là do thấy sai, chấp lầm, ngộ nhận mà ra? Nam Mô Bích Tha dạ. Dạ con kính dâng bích đến ngài ạ. Nam Mô Bích Tha dạ, kính bài tâu hiền dạ, kính thưa chư quý vị, chúng tôi chưa đắc thành ra, chúng tôi chỉ giải thích theo kinh điển mà thôi, chứ đừng nói giải thích rồi nó không đổ bụng đắc thì không biết không? Chúng tôi không biết gì cả kìa. Các bậc A-la-hán là người họ không bị khổ là tại vì họ nhận thức cái trạng thái đó như vậy mà thôi. Còn phàm nhân mình nói dầu rằng mình đang hành thiện minh sát mà mình nhận thức được cái trạng thái đó đi nữa thì cái ác pháp nó còn, tức là 10 cái 7 cái phiền, là cái nguồn phiền não uống ngầm nó nhào vô nó chấp liền, thành nó sanh ra khổ là vậy. Mà khổ tâm hay khổ thân cũng do từ đó. Còn cái bậc A-la-hán với cái trí tuệ của ngài đó, ngài chỉ nhận dạng cái điều kiện nó như vậy mà thôi, ngài đâu còn phiền não đâu mà nhào vô chấp đó đúng hay sai, thấy không? Tại vì mình chấp đúng hay sai, mình chấp của ta nào này kia ông sùm nào đó, nó mới đưa tới sự khổ, khổ tâm khổ thân tùy theo đó. Bậc A-la-hán thì ngài nhận dạng đó cũng giống như mình bây giờ, mình thấy gì mà mình thấy y như cái đó chứ cái đừng có nhào tới, đừng có thụt lùi thì nó đâu có khổ. Nhưng mà mình thấy bất cứ gì nó vô con mắt cái là mình không thấy trong con mắt được, thành ra mình mới khổ. Chứ nếu mình thấy trong con mắt không có khổ, mình nghe trong tai thì cũng không có khổ, mình ngửi trong lỗ mũi thì không có khổ, nếm trong cái lưỡi thì không có khổ, mà xúc chạm thân thì nó không có khổ. Nhưng mà tại vì mình thấy ngoài cái con mắt, một cái đối tượng lại vô nó xúc với con mắt là cái tâm mình nó chạy ra ngoài cái đối tượng đó rồi, chứ nó không còn ở trong con mắt nữa. Mà khi nó chạy ra ngoài đối tượng rồi đó thì nó lúc đó là nó nhận dạng là chế định pháp chứ không còn là thực tính pháp nữa. Khi mà nó ra khỏi cái con mắt là nó không còn là thực tính pháp nữa, mà không còn thấy hơn còn biết thực tính pháp thì dĩ nhiên là còn phiền não thì phiền não nó phải nhào vô nó chấp cái đó, nó vẽ theo cái hình ảnh đó. Chúng tôi nói từng rồi vậy hay là nói là nhiều lần đó. Trong cái danh sách này nó có hai cái thằng cha mà nó điều khiển mình, thứ nhất là ông Tổng Phán, thứ hai là ông Kiến Trung đó. Mình thấy cái người đó mình chưa biết họ là ai, nhưng mà tại sao mình nói nó xấu, mình không thích nó, mình phán quyết liền tại chỗ, bởi vì cái tâm mình nó chạy ra chỗ cái đối tượng rồi. Mà khi tâm nó chạy ra đối tượng thì nó nhận ra thực tính pháp không được nữa, nó chỉ thấy chế định pháp mà thôi. Thành ra tại vì con mắt nó lé, tại vì cái răng nó hô, thành ra nó xấu ha. Còn những kiến trúc sư thì cái chuyện người ta sanh ra đó là cái quả nghiệp người ta, mà nói ở cái này, cái người này phải cái môi nó mỏng là chút chắc đẹp dữ lắm, mà mắt mới mình đâu mình sửa dục người ta, phải không? Thành ra cái khổ là khổ đó, khổ là tại vì mình thấy ngoài con mắt, mình nghe ngoài lỗ tai đó. Chứ nếu mình nghe trong lỗ tai mà chỉ biết cái âm thanh nó vô nó xúc vô cái sắc thần kinh nhĩ thì làm sao mà mình biết biết là cái gì đâu mà mình thấy. Tại vì cái tâm nó chạy chỗ cái người phát ra cái âm thanh đó là nó biết cái người đó đó. Hôm qua nó chửi mình, nó người đó hôm qua nó kênh mình mới giận mới chốc mới là mới nói chứ, thấy không đó. Thành ra khi nào mình hết phiền não là mình nhận dạng được cái đó, đó đúng như cái sự hiện diện của nó, và nhận dạng theo cái chỗ mà nó xúc vô, thấy là phải thấy trong con mắt. Chúng ta nói thấy trong con mắt, nhưng trong kinh điển Đức Phật dạy ngày Bà Giá đó, thấy chỉ biết là thấy, thấy trong con mắt. Khi nào mà anh cái gì hỏi cái tóc đi, cái gì nó xúc vô mắt vậy chỉ biết ngay trong mắt, cái đừng để tâm nó chạy ra ngoài cái vật mà mình thấy, thì coi nó cái tâm nó có an vui hay không ha. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ sa thú thành thai, dạ con thấy
tu học Phật pháp đã kính tri ân sư. Dạ, chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân nhà Điều Tông đã trả lời câu hỏi của tu học Phật pháp. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ Quỳnh Kinh đâu rồi? Quỳnh Kinh còn trước máy không? Dạ, nếu Quỳnh Kinh cất máy cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Dạ, kính mời Quỳnh Kinh tiếp tục ạ. Dạ, Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính lễ tu tập Điều Tông. À, để sẵn trong cái câu hồi nãy từ tỏ nói về vấn đề mà thấy mà chạy ra ngoài đó. Thì theo con thấy vấn đề này không phải chuyện dễ thôi chứ. À, khi mình thấy một cái đối tượng nào đó thì cái phản ứng tự nhiên cái tâm mình là phải chạy ra, rồi nó phải nắm bắt bắt cảnh, rồi nó đem vô phân tích đủ thứ. À, thì đó là cái phản ứng tự nhiên của một người phàm phu tục tử mình. Nhưng mà khi mà mình biết pháp thì giờ nó đem vô, giờ mình dùng cái chiêu của mình quán đó, thì mình quán cái pháp đó thì nó cũng sẽ chặn đứng được cái sự phát sinh sự đau khổ chứ thôi. À, nếu mình làm vậy có được không ạ? À, con cũng mình sư con nghĩ giờ chặn cái cửa trong hay giờ cửa ngoài mình chặn được thì mình chặn cửa trong. À, theo như vậy thì theo sư thế nào? Dạ, con cũng nói sư ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính bạch chư tôn hiền. Dạ, kính thưa chư quý vị. Quỳnh đã nhớ một cái bốn tay tam sanh diệt 1.000 tỷ lần, tới khoảng 5.000 tỷ cái lộ trình tâm. Thì Quỳnh đừng có nghĩ rằng Quỳnh có cái tâm, cái trí tuệ Quỳnh nó mạnh đó, Quỳnh đủ khả năng làm. Tôi bày cho quý vị cái chuyện này để quý vị biết, thì quý vị nghe đó là cái tâm quý vị nó chạy nhanh hơn là cái sự nghe hay không. Nha. Quý vị lấy cái cell phone quý vị đó, thâu tiếng chuông mà không phải thâu liên tục. Quánh cái bèn, mấy phút sau quánh cái bèn, 30 giây sau quánh cái bèn. Tối quý vị vô phòng quý vị đóng kín cửa lại, mở cái đó lên. Để cái tâm, để cái niệm, cái tâm với niệm của quý vị ngay lỗ tai á. Nó vô một cái rồi quý vị giật bắn người lên liền, chứ bảo đảm đừng có nói nghe trong lỗ tai vậy đó. Thành ra khi mình tập cho tới khi nào mình thật vững vàng, trí tuệ, trí niệm điều gì nó đầy đủ, lúc đó mình mới nhận dạng được nó là cái gì. À, lúc đó mình mới biết cái xúc, giờ xúc chơi thần kinh nghĩ là xúc như thế nào. Thì lúc đó mình tập qua cái giác quan khác, bởi cái lỗ tai vậy tập mình vô cái chậu kính nó che hết tất cả được, tắt đèn tối hồi đó. Bảo đảm nè, nó vô lỗ tai quý vị một cái ben giống như ai vọng vô cái màng tai quý vị, một cái rầm mày chứ không giỡn đâu, cái dầu là những quý vị mở rất là nhỏ. Hỏi quý vị có những người không chờ ở đâu mà đối trị cái gì. Hay là nhưng mà xin nhắc nhở là quý vị nào mà có bị bệnh tim là không được dùng cái đó nghe, không được tập cái đó, tập rồi đổ từ ông sướng mang tội sát sanh là không được á. Giật bắn người là chờ đó. Mình làm không kẹo đó huynh, trừ phi huynh có những cái phương pháp huynh tập như vậy đó, tập cho tới khi nằm quen dần ở đó rồi mình đổi qua cái khác, đổi qua cái giác quan khác đó. Đổi từ từ cho nó quen vậy đó rồi mình mới có khả năng là thấy trong lỗ tai, nghe trong, thấy trong con mắt, nghe trong lỗ tai, ngửi trong lực được. Còn nếu huynh không tập rồi không bao giờ làm được, bởi vì một cái bốn tay tâm sinh diệt cả 1.000 tỷ lần như vậy thì mình làm gì có đủ power mà nhận dạng nó, phải không? Nằm một cái thầy á. Dạ, xa tứ, dạ, kính trên được tạo lưỡi to. Nói về vấn đề âm thanh đó, phải chứ? À, con cũng chơi nhạc mấy chục năm, học nhạc mấy chục năm, con cũng kinh nghiệm vấn đề nhiều lắm. À, ví dụ như mình kêu một âm thanh nó phát ra thì mình quán được cái âm thanh đó nó xanh lên như nào, nó diệt là sao, nó có sự chuyển động, nó thì chấn động âm thanh nó đi thì cũng bắt được cái phần đó. Thì khi mình áp dụng cái phương pháp này, mình đưa vào cái thiền quán thì mình nghe cái sắc âm thanh như vậy, thì như vậy mình có thể là mình hành như vậy để mà nó đưa đến cái lợi ích nào không ạ? À, con cũng thỉnh sư quan nghĩ giải thích về vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính bạch chư tôn hiền. Dạ, kính thưa quý vị, nếu mà mình chỉ cần một giác quan mà mình có khả năng mình control được rồi đó, thì đổi thay qua tất cả giác quan khác đều được hết á, nó giúp ích nhau rất là nhiều. À, còn bởi vì chúng tôi nói quý vị nên tập lỗ tai tại vì mình tạo điều kiện được, còn như mắt hay là lưỡi này kia mình không có tạo điều kiện được. Nên, thì mình tạo điều kiện mình tập một cái giác quan trước đi, để thấy khi mà nó xúc rồi nó xúc như thế nào và cái phản ứng của mình lúc đó là nó như thế nào. Chứ không có gì đó, tập quen những cái đó thì khi mà
cái đối tượng nó vô nó xúc cái chỗ khác thì nó cũng giống vậy mà thôi. Như cái phản ứng của mình nó cũng giống giống vậy thôi. Thì lúc đó thì cái khi nào mà cái trí tuệ nó có năng lực rồi đó thì nó giúp đỡ rất là nhiều. Quý vị có thể nghe người ta chửi vẫn có thể bình thản được như thường. Chứ còn không là cái tâm mình nó nghe người ta chửi là nó chạy ra cái người chửi. Mà nếu cái người chửi là một cái người đẹp hoàng vũ đó, và hậu hoàng vũ đó là mình cười cười thôi, không nói gì hết. Nhưng mà nếu mà cái cô đó chửi mình, nó, cái tâm nó chạy nó bắt được khuôn mặt này vừa hô vừa xấu rồi mình giận. Thấy không? Đó. Thật ra tùy theo cái khi mình bắt được cái phản ứng của mình là nó dựa vào cái điều kiện mà mình nhận cái sự xúc cái đó trước. Rồi cái tâm mình nó mới có khả năng để nó làm được nhiều chuyện mà có lợi cho mình. Còn nếu không là bảo đảm là không có lợi vậy đó. Bởi vì thường đó mình giật mình ra, mình nói tiếng Đức liền. Đó, chứ không có gì đó. Nam mô Bích Thầy vậy. Dạ, sao thôi. Dạ, kính thưa sư. Dạ, về cái trường hợp như sư nói mà mình nhìn thấy một cái hoa hậu hoàng vũ đó, chẳng hạn như gặp người đẹp đó. Giờ mình thấy người đó đẹp thì giờ mình vừa thấy người đó là đẹp, cái mình bị thấy cái đẹp nó chinh phục, thì giờ mình niệm đẹp cũng giống như mình niệm đất thì mình có thể ứng dụng được không chứ, thay vì mình niệm đất bây giờ mình niệm đẹp. Dạ, vấn đề này con tỉnh sư quan nghĩ cho tất ạ. Nam mô Bích Thầy, dạ kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Khi cái người đẹp quan vũ mà họ cười móm chi với mình là nó hốt hồn mình rồi. Ở đó mà mình niệm đẹp cái gì. Rồi từ cái đó hỏi lúc đó hỏi huynh kinh mi lần đá là tên gì, còn không biết tên gì. Nó sợ đó. Đừng hy vọng. Mình phải tập những cái gì, tập cho nó thuần thục trong cái việc mà quan sát những cái đối tượng, mà tập cho cái tâm mình nó đừng có chạy nhanh vậy đó thì còn được. Chứ sức mấy mình nghĩ là mình kiểm soát cái đó nó dễ thì thế gian này không có loạn lạc đâu huynh. Thế gian nó loạn lạc là vậy đó, tại cái tâm nó nhanh quá mình kiểm soát nó không có được. Nên là mình phải tập là vậy đó, tập để có niệm có Atabi Sambhasano Satima thì mai ra thì mình mới có kiểm soát được cái hoạt động của tâm, nên làm cho nó chậm lại. Chứ không dĩ nhiên không thấy không, chúng tôi không biết cái cô bao tử gì sự đẹp cái nào mà làm cho bao nhiêu người khốn đốn đâu, không thấy à. Là ra huynh đừng có tưởng đâu người đẹp mà nó tới nó cười móm chi với huynh mà huynh bình tĩnh được đó. Cái đó thì chắc là chỉ có nước là cái tâm của huynh luyện cái môn gì mà nó phải chai rồi mới được, chứ không sức mấy. Nam mô Bích Thầy vậy. Dạ, sao tới kiểm tra đừng tội con. Vấn đề là hết sức rõ ràng đó thưa quý vị. Gặp người đẹp hoàng vũ thì coi như là từ chết tôi bị thương nha. Không có niệm nổi. Để trả lại vấn đề mà kinh Tứ Niệm Xứ đó thưa quý vị. Còn muốn hỏi sư ghi trong kinh Tứ Niệm Xứ thì Đức Phật nói là Phật đến cái đô thị của Sư Guru để mà giảng kinh Tứ Niệm Xứ. Thì tại sao Đức Phật không đến nơi khác mà Đức Phật lại phải đến Sư Guru? Có một số người nó nói Sư Guru đó là có trí tuệ hơn là những cái chỗ thành phố khác. Thì cái điều này giải thích vậy con thấy không hợp lý. Con cũng thỉnh sư quan nghĩ giải thích cái vấn đề này nó như thế nào. Nếu mà nói chỉ có Sư Guru mới đủ khả năng để mà nghe được kinh Tứ Niệm Xứ thì những cái thành phố khác nữa Sư Ấn Độ thì không có trí tuệ, thì như vậy điều này con thấy nó có cái gì đó nó hơi sai lầm rồi. Dạ con cũng thỉnh sư ạ. Nam mô Bích Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Nên nhớ là Đức Phật khi mà ngài thuyết cái gì ngài vừa dòng số cái duyên sự đi về cái việc đó, chúng sanh đó nhất là phải có duyên nghiệp với ngài, hoặc chúng sanh đó có thể làm theo cái điều những cái điều gì ngài nói. Chứ Đức Phật không bao giờ khi ngài nói ra thành cái chuyện vô ích thì không có. Em cũng có thể là cái xứ khác nó có nhưng mà nó không có đầy đủ bằng cái xứ của Guru. Thành ra khi ngài tới đó ngài thuyết thì người ta dễ nghe, dễ hành theo, và theo chú giải thì cái đó người ta có khuynh hướng là người ta có những cái loại pháp hành, mà hành như thế nào thì trong chú giải nói rõ, nhưng mà người ta cũng muốn hành nó gì đó. Thành ra Đức Phật mới tới đó thôi, chứ còn
Còn nếu không thì thường thường Đức Phật mình nói ngài đi nhiều chứ ngài đâu đi nhiều. Ngài ở Kỳ Viên Tự cũng trong thời gian 45 năm tuổi thọ của ngài, 45 năm hoằng pháp ngài ở gần nửa thời gian là ngài ở chùa Kỳ Viên rồi, chứ điều đó chứng tỏ ngài đâu có nhiều. Đó, nhưng mà khi nào mà những cái chỗ nào mà lọt cái vào dòng trí của ngài đó, ngài mới bỏ công bỏ của ngài mới đi tới đó để độ người ta. Đó, chứ không có gì đó. Còn mình thì phàm nhân mình không có được cái điều kiện đó, thành ra mình cứ lên room hay là lên chỗ nào có quần chúng là mình cứ thấy cái gì hay mình thiết thôi. Nhưng mà nhiều khi thiết xong rồi thấy cả room ngồi ra đó quên không thấy à. Không, tại vì không trúng vào cái điều mà họ cần biết, muốn biết gì đâu, mình đâu có biết. Nhưng mà thường là nói quý vị nên nhớ là cái người nghe nó có nhiều cơ hội đắc đạo quả hơn cái người nói. Trong kinh điển cũng dẫn chứng là người nghe là nghe xong đắc đạo quả, còn người nói không có người nào đang nói mà đắc hết á. Bởi vì quý vị muốn biết, muốn đắc đạo quả là quý vị thấy được thực tính pháp. Mà ông sư, ông giảng sư hay là cái gì đó người ta đang thiết là người ta dùng chế định pháp, chứ người ta không thể là dùng thực tính pháp, bởi dùng thực tính pháp là nói được. Đó. Thành ra cái người nghe có thể cái đoạn nào mà nó giúp cho trí tuệ người đó phát triển được đó, thì người ta ngưng cho nó không cần nghe tiếp. Mà người ta chỉ dùng cái tâm người ta quán xét cái chỗ đó để người ta có thể đắc đạo quả được. Còn nếu ông sư mà ông tới đó ông thấy cái này hay cái ông lo ông nghĩ tới cái đó là ông chỉ cả lầm thôi chứ không cả thiết được. Thành ra người nghe đắc đạo quả nhưng mà người thiết không có đắc. Thì bây giờ mình cũng vậy, mình phải học một số điều, tạo một số điều kiện cho mình để khi mình nghe nó có lợi ích. Còn nếu mình không có đủ điều kiện thì mình nghe nó không có lợi ích. Thật Phật khi mà ngài muốn thuyết cái gì cho ai đó là ngài phải dùng cái giọng trí ngài để coi người đó có khả năng có điều kiện hay không. Thì cái dân sứ của rú nó lọt vào cái giọng trí của ngài thì ngài mới tới đó ngài thuyết. Chứ nếu mà không có lọt vào được giọng trí của ngài cũng giống như mỗi buổi sáng ngày dùng cái giọng trí ngày quét cái vũ trụ này một lần, buổi tối trước khi ngủ ngày quét lần để ngày ai có khả năng đắc đạo quả thì ngày tới ngày độ. Ngày quét vậy mà cả room này đó, đâu có ai để đụng cái giọng trí của ngày đâu, anh ấy giờ vẫn còn ngồi đây chứ sao, chứ xưa ngày quét đụng bây giờ khỏe rồi đó. Mà ngày quét mà đục kinh Milinda cái đó, nhà thầy quên kinh đa chứ mấy cho tiền cũng thèm vô room này đó, nhưng mà vẫn vô là biết chưa có được gì hết đó. Nằm mô với thầy nhé. Dạ sao thứ dạ kính trên được tại lữ đồng à, vậy giờ mai mốt phải không nói nữa, bây giờ ngồi nghe chắc ăn cái gì ngồi nghe sư nói vậy. Ngồi nghe là chắc cứu. Trả lại cái vấn đề mà coi trong kinh Tứ Niệm Xứ, cái câu mà Đức Phật nói về vấn đề ngài tuyên bố là Tứ Niệm Xứ là con đường độc nhất để đưa đến một sự mà tu tập để thanh tịnh, để mà thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn vân vân. Thì chính vì cái câu nói của Đức Thế Tôn là sau này nhiều người ta dựa vào đó và người ta có một cái sự mà mong cầu để thành tựu được cái chánh trí đó. Và có nhiều vị nói là tu mình có sự mong cầu như vậy, sự mong muốn như vậy là mình rơi vào trong cái trạng thái tham. Thì cái vấn đề này, hai cái này nó có cái sự lấn cấn này. Thì theo sư thì giờ mình, nếu mà mình tu mình không có sự mong cầu thì làm sao tu được, mà giờ tu quá sự mong cầu để thành đạt thì bị rơi vô trường hợp người ta nói là bị vô cái này tham. Cũng thỉ sư Quan Thủy giải thích cái góc độ của hai cái vấn đề này. Dạ con thưa sư. Nam mô Bổn Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa cho quý vị. Tại người ta hiểu lầm, mình tu á với mục tiêu là mình để đạt tới cái điểm đó, đó là chảnh đá. Còn mà mình mong cầu cái đó là lô phá, hai cái khác nhau. Nếu mình tu vì lô phá mong cầu được cái này được cái nọ thì làm sao đắc. Còn mình tu vì chảnh đá, hai cái nó khác nhau, nên nhớ nên phân biệt cái đó để mình hiểu rằng chảnh đá chứ không phải là lô phá. Thành ra mình dịch ra tiếng Việt mà cái gì mong cầu hay là cầu xin cầu đồ đó, thường thường trong kinh, ngay cả kinh có thể nếu mà dịch ra tiếng Việt đọc nhiều cái trước sau cũng lòi ra cầu cho chúng sanh được này được nọ. Thật sự trong Pali không có chữ đó,
nhớ ra liền không, nghĩa là mình cầu xin cầu đồ đó không có, ngay cả trong tăng chi Đức Phật cũng dạy đàng hoàng ấy. Quý vị vô trong tăng chi phẩm vô môn đá cho thấy nè, nếu mình cầu xin mà được như ý rồi thì thế nào ngoài là người đau khổ cả ha. Thành ra cái này là cái tác ý hành cái pháp đó để được cái điều kiện đó, để tới cái điều kiện đó, giống như mình hướng dẫn cái công của mình làm cái này nè, hướng dẫn cái công mình làm này nó tới cái có quả nào đó, chứ còn mình không phải là mình muốn. Mình nhớ chuyện đó không phải là muốn, hai cái danh từ khác nhau là xa đó. Thành ra nhiều khi trong bài kinh Tứ Niệm Xứ đó, cái lối dịch mà sát cái văn mà dịch không ấy, thành ra nhiều khi mình cũng không hiểu đường nào mà mình làm đó. Nha, rất nhiều chuyện vậy đó. Ví dụ nói là quán thân trong thân, chúng tôi không có dịch quán thân trong thân hay ngoại thân vậy đó. Chúng tôi dịch là quán thân nơi thân. Đó. Quán thân là cái đối tượng mình đang quán, nơi thân là trong cái ngũ uẩn này. Nha, thì nó dễ làm lắm. Còn quán thân trong thân là cái mai mốt ngoài thân nó là bao nhiêu chuyện. Nó có những cái chữ mà mình dịch ra cái ngôn ngữ khác mình phải đi chứ, còn bởi vì không có cái ngôn ngữ nào mà nó chính xác như cái nghĩa giống như nhau đó. Là đồng dịch sao để mình hành được. Chứ còn mình muốn dịch xong dịch cho nó suôn sẻ, nó êm rồi xuôi rồi này kia xong mà hành không được hay đọc rồi cũng không hiểu rồi thôi, chứ đồng một cái tài á. À, xa thấu và kính rằng là tự tâm. À, đây cũng là một cái để chúng ta cẩn thận trong lúc mà tu tập về thiền định. Không khéo là mình bị rơi vô vấn đề mà mong cầu để muốn đạt này muốn đạt, em rơi vào trong cái tham dục. Tại vì dục nó có tham dục rồi pháp dục rồi tác dục, thì nó nhiều vấn đề mà rất là khó mà để chúng ta sử dụng cho đúng pháp. À, cho nên cần phải để ý xíu. À, cần kính tri ân tự tâm. À, thì để trả lời vấn đề mà Tứ Niệm Xứ thì như sư nói về quán thân, là sống quán thân có chỗ dịch quán thân, có chỗ quán thân trên thân, thì trong thân ngoài thân, thì theo như cái vấn đề này thì cái thân này của mình đó, giờ nếu mà mình nói là quán thân nơi thân, thì nơi thân là theo như sư nói vậy thì nó nằm ở chỗ nào, chẳng hạn như giờ nó nằm bên trong thì giờ mình quán sao? Thì cái đó phải gọi là trong thân chứ, chẳng hạn như mình quán cái sự, những cái sự mà chuyển động bên trong, cái sự cảm xúc bên trong thì nó là trong thân. À, chứ mình đâu có nói là nơi thân được hoặc là trên thân được. À, vấn đề này con cũng thỉnh sư giải thích. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Khi mình dùng chữ nơi thân tức là cái mà đang đặt cái niệm á, nơi đang đặt cái niệm tối thiểu nó phải có 80 pháp, mà mình chỉ quán có một cái mà thôi chứ mình không thể thấy hết. Thì một cái là quán thân, mà cái 8 cái pháp kia là nơi thân đó. Còn nếu mà mình muốn biết trong ngoài như thế nào đó thì quý vị coi trong những cái sách mà về sắc đó ha. Cái gì là ách chấp ta, cái gì là phá hiệp ta, nó có nhiều cái chữ lắm, chúng tôi không nhớ, chúng tôi chỉ nói một số chữ rồi mai mốt để cần thì chúng tôi coi lại để chúng tôi nói tiếng Việt cho quý vị nghe. Ví dụ như chữ ách chấp ta này đó, trong quy về pháp nó có bốn cách nói liên quan tới cái này. Thứ nhất là khô trà rách chấp ta, thứ hai là ní giá cạch chấp ta, thứ ba là ách chấp tạ, cái thứ tư quý sẽ dắt chấp tạ. Đó, nó có 4-5 chuyện nói đó, nó đều là bên trong hết á, nhưng mà nó không nằm bên trong. Thấy khổ vậy đó. Đó, mà chữ ách chấp tạ tức là trong nó, trong cái thú cả nó khác, tức là trong pháp nhị đề nó khác, mà trong pháp tạm đề nó là khác. Đó, nó phải dựa vào nhiều cái trường hợp để mình biết cái đó là cái gì. Chứ còn nếu mà mình cứ theo cái ngôn từ trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ mà làm này nên nhiều khi mình quán không được, phải không? Bởi vì mình nói ví dụ như nhiều cái sự giải thích đó là trong thân là trong thân mình, ngoại thân là thân người khác, cái chuyện gì kỳ vậy? Mình đương quán pháp rồi mình nghĩ tới người khác
lỡ cái người mình nghĩ tới là giống như nãy giờ mình đề cập là người đẹp Hoàng Vũ thì còn chết nữa ha. Trong thân này đó, nhưng mà có cái gọi là ngoài, cái là trong, chứ đừng có nghĩ là cái đạo ngoài là ngoài thân này, không phải ha. Ví dụ có những cái chuyện, ví dụ như quán thọ trong thọ ngoài là sao? Thọ trong cái đang quán, thọ ngoài là cái đã diệt. Mình phải phân biệt vậy đấy, mình quán cho nó mới trúng. Chứ còn nếu mình nói chuyện là quán đó, ngồi cái nó đi tùm lum mà mình cũng không biết gì hết. Như không, như không. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. À, xa thứ, xa thứ. À, kính đường thượng tọa với tâm. À, khi nói đến đề quán cái này, con mình nhớ chậm nhớ là vấn đề mà giờ phút mà cảnh tử á thôi chứ. À, khi nói về cái thú tướng phát ra chẳng hạn như cảnh giới nó sanh, thì có một số người ta cho quan niệm là khi mà giờ phút đó mình thấy cảnh chẳng hạn như thấy cảnh lửa địa ngục, à, thì khi thấy cảnh lửa địa ngục thì đa số nói rằng là nếu mà chết đó, thì phải sanh về địa ngục. Nhưng mà nếu mà một người mà thấy cảnh lửa địa ngục đó, mà mình quán cái cảnh lửa đó, mình nhìn cảnh lửa đó, mình quan sát cái lửa đó giống như một cái lò nấu cơm hay là lửa nấu ăn, hoặc là mình quan sát nó là thuộc về lửa, thì như vậy người đó có thể chuyển được cái vấn đề tái sanh đó không ạ? À? Dạ, con cũng thỉnh sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị, lộ cận tử và lộ gần cận tử thì mình thấy lửa vậy đó, tức là nó phát sinh theo chiều hướng của cái nghiệp của mình đã tạo, chứ không phải là mình thấy giống như mình thấy lúc mình bình tĩnh. Cái mình thấy lúc mình bình tĩnh, thấy lúc bảy sanh na đó, mình còn có khả năng mình quán được cái lỗ đâm bảy sanh na liên tục trong một khoảng thời gian 1 phút 2 phút đó, thì mình còn có khả năng mình quán để mình thay đổi cái giấy đó. Nhưng mà lúc đó ra số lộ trình tâm nó là 5 sanh na, thành ra khi thấy lửa là cái tâm sân nó phát sanh liền sợ hãi đó, thì làm sao mà không đi địa ngục được. Nếu mà bình tĩnh trước đó đó, nghĩa là mình nói cái lộ cận tử đó, thường thường mình nói lộ cận tử là nó sát cái tâm tử rồi, mình không có bàn. Nhưng mà mình nói cái trường hợp là cái thời gian cận tử đó, thì theo chú giải nó khoảng nửa tiếng cho tới cái lộ cận tử thực thiệt phát sanh, thì đa số cái thời gian đó nó có lúc nó 7 sanh na, có lúc nó 5 sanh na, thì mình vẫn có khả năng để mình quán cái đó là cái gì, mình dùng cái khác để mình đối trị được. Chứ còn mà cái lộ cận tỷ mà khoảng chừng 10, 15, 20 giây đó là cái lộ đó mà nó phát sanh, mình thấy lửa là cái tâm sân nó phát sanh liền, chứ làm sao mình ở đó mà mình tại ba gì mà mình nói chuyện giáo á. À, tùy theo trường hợp, tùy theo điều kiện, chứ không phải là lúc nào mình cũng nghĩ là ôi giờ tôi học cái này tới đó tôi đổi cái đó qua cái điều kiện cái tôi ra, đừng hy vọng. Bởi đa số những cái lỗ mà gần cái thời gian nghĩa là mà tự tử của mình đó là nó phát sanh do nghiệp lực, chứ nó không có phát sanh do cái điều mình muốn đâu, thành ra không phải dễ đâu mà ở đó mà quán chứ không quán. Rất là nguy hiểm ở chỗ đó. Thành ra tốt nhất là mình phải tạo thiện pháp hằng ngày trong thời gian mình còn khỏe, là tạo pháp rất nhiều để hy vọng cái thiện pháp nó là một loại chướng nghiệp, nếu cái cần tự nghiệp là cái ác pháp đó, thì nó làm mất năng lực, thì lúc đó thì hoặc là nó phát sanh sớm hơn, những cái đó phát sanh sớm hơn thì mình còn may ra mình quán được. Chứ còn nếu mà nó phát sanh khi mà 10-15 giây rồi chết rồi, làm sao mà ở đâu gì được nữa, thấy không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca. À, xa thứ sáu, dạ kính thưa từ phần với con. À, tức là khi mà cái cảnh đến thì có thể là khoảng trước đó nửa tiếng, tiếng hồ, thì nếu mà mình chuyển được thì có thể chuyển được. À, nhưng mà bây giờ thì đối với những người Phật tử như bây giờ, như chẳng hạn như những người cư sĩ tu tập, thì cái vấn đề mà tu để mà giữ cái chánh niệm cho nó được liên tục thì con thấy bộ không phải dễ gì làm được. À, thì như vậy là đa số là thất niệm nhiều, hoặc là những pháp bất thiện nó xen lẫn trong một ngày rồi, thì bất thiện là quá nhiều. Thì với cái vấn đề mà để mà giờ phút lâm chung để mình có được một cái niệm để mà giữ cho cái tâm mình được tốt đẹp, thì làm cách nào để mình làm được vấn đề đó đối với một người cư sĩ? Dạ con cũng thỉnh sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư vị, cái thời gian cần tử mà mình muốn cái lộ trình tâm mình đó có tới 7 niệm là coi chừng nha. Còn thường mình có một niệm được rồi, thì bây giờ mình phải tập tối thiểu đó,
ví dụ mình hành thiền chỉ thiền quán thì tối thiểu nó phải tới là cái khả năng định nó phải tới nghĩa là upachara, chứ còn hay thấp hơn là rất là khó, khó giữ, rất khó giữ. À, mình đừng có nghĩ mình tạo phước không là đủ, tạo phước không nhiều thì không có đủ, bởi vì mình tạo phước là không có đủ. Thường thường những cái lậu quân tử đó là đường thường ác nghiệp nó chen vô rất là dễ, mà cái nghiệp khi nó chen vô dễ đó, tại vì lúc đó là cái tâm mình nó rất yếu, nó chen vô, thành ra mình muốn có cái đó là phải tập ngay từ cái lúc mình còn khỏe đó, mình ráng tập, có thể một câu kinh pháp cú hay cái gì đó mà mình phải làm cho nó nhuần nhuyễn, hiểu rõ đàng hoàng đó, thì mình để cái đó là cái mình dùng cái tâm của mình để mình niệm niệm, tức là mình đọc cái câu kinh pháp cú, đọc mà không dấp á, đọc mà hiểu nghĩa luôn á, thì may đó là giúp đó, là trong trường hợp là mình không có pháp hành. Chứ còn nếu mình có pháp hành đó thì mình phải bắt lấy cái đối tượng đó, mà cái đối tượng đó cái định lúc đó nó phải vững chắc thì nó mới níu được cái đối tượng đó, để nó giúp cho cái những cái lộ cường tử không có bị những cái chướng nghiệp nó chen vô được, không gì chướng nghiệp chen vô được. Thành ra thường mấy cái người mà tại sao mà người ta nghĩ ra cái chuyện mà thấy người đấy hộ niệm là sao? Bởi cái hộ niệm nó nhiều khi nó có lợi ích mà nhiều khi nó không có lợi ích gì cả. Đấy, cái người đó không có tu, nghĩa là không có từng tu, không có từng đọc kinh niệm Phật gì đó, rồi tới đó là ông sư ông hộ niệm đọc ba cái kinh Di Đà, kinh Rược Sư gì đó, làm sao người ta tập được cái đó đâu. Mình đi hộ niệm người ta, cái người hộ niệm của cái người mà sắp chết đó, nó rất là quan trọng. Mình phải biết, ít nhất phải biết số cái điều kiện người đó, hồi còn sống họ làm những cái điều thiện gì mà họ dính mắc, ví dụ như đã từng dân y hoặc là đã từng làm cái gì đó, thì tới lúc đó mình ngồi gần đó mình kể được cho họ nghe cái đó đó, thì cái tòa hỷ nó phát sanh. Thì cái mấy khi mà nó, cái pháp nó phát sanh được, có dầu rằng thiên pháp ly trí đi nữa, thì những cái ác pháp nó ít có cơ hội để nó dạng vô, chứ mà nó không có, nó ít có cơ hội thôi. Còn bây giờ mình không tập gì hết á, thì tới cái người mà ở gần quần tử mà cứ đem ba cái kinh gì đó mà ra mà tụng nó là thôi, chứ làm sao người ta gom cái tâm ta vô đó được. Mà đa số là vậy đó, đa số là vậy. Tụng xong rồi ta ngồi, người ta nằm đó mà thấy bài biện rồi vàng bạc rồi sắp đốt gì đó, là nó đi luôn chứ nó gọi cái nghe gì đó. Thành ra mình có những cái phong tục rất là kỳ cục, mà không biết từ đâu tới, không biết rất là kỳ cục, làm cho cái người mà sắp đi đó còn đi nhanh hơn đó. Chứ thật sự ra thường đó là cái người mà mình biết có thể là mà còn lâu chút hay là gần chút dựng được. Nếu người đó là cái người mà từ xưa tới giờ đó là thích tụng kinh Phật, thì mình chỉ cần nên một tượng Phật là đủ rồi, để trong cái tầm mắt của người ta. Chứ còn này là tùm lum, nào là Di Đà, nào là Quan Âm, nào là Phật Thích Ca gì xong đó, lúc đó nổi người đó mà đánh tù tù, đánh tù tì để bắt được cái tượng nào tốt là đủ, được không? Đó. Hoặc là cái gì mà người ta dính mắc nhất trong cái thời gian bình thường đó, thời gian đời sống người ta bình thường đó, thì mình chỉ cần nên sử dụng cái đề mục đó đối với họ mà thôi. Đừng có bao giờ mà tụng gì đâu mà không biết ai nên bao nhiêu chuyện thiên thượng thiên nhà đưa con gái đại bi gì ông chồng đó, họ không có hiểu gì đâu. Để sao cái tâm họ sẽ chết, làm sao cái tâm họ gom vô một chỗ để mà họ bình tĩnh, thấy không? Thì đó là những cái mà cái giúp cho họ đi xuống đường bốn đợt đạo nhanh hơn, rồi bởi vì lúc đó tâm nó tạo la luôn, nhảy qua nhảy lại hoài đó. Rồi bây giờ nếu mà cần thiết là chỉ cần Nam Mô Bức Tha Giá rồi hiểu cái nghĩa là gì, là thấy cái tâm nó vẫn có thể định được như thường, chứ đừng có dạy cho họ những cái gì mà nó dài thòn dài ấy đồ này kia không chùm đó. Làm thế nào để họ cái lưỡi họ đừng bị cà lâm là lúc đó còn lại giúp được, chứ còn mở mà ra cà lâm rồi cái niệm có tới bảy loại khác nhau là phiền rồi. Thành ra nó không phải dễ đâu huynh. Nếu hằng bình thường hằng ngày mình không luyện tập cho cái tâm mình nó vững chắc thì tới cái lúc đó không phải dễ đâu. Cái lúc đó nó không phải nói chứ có nhiều cái cầm arom cầm animit arom rồi thì animit arom nó arom nó hiện lên nó rùng rợn, nhưng nó không phải dễ. Nó mô bích thà vậy. Xa thứ kính trên tòa lưới Phật. Vấn đề này nó cũng là vấn đề rất là nhức nhối trong cái đời sống hàng ngày,
Thì giờ muốn có được cái thời gian đó mà được tốt đẹp thì bây giờ là phải tu tập từ bây giờ. Thì giờ theo như con nghĩ, nếu mình áp dụng về vấn đề mà tu về tứ niệm xứ trong đời sống hàng ngày có lợi ích gì không chứ? Hạn như bây giờ đi đứng biết đứng, ngồi biết ngồi, làm gì làm, nấu bếp biết nấu bếp, chiên xào biết chiên xào, học biết học, làm gì mình cũng có đặt cái vấn đề đó vào trong cái đời sống hàng ngày. Thì như vậy nếu mình làm như vậy, liên tục như vậy trong cái đời mình thì nó có giúp gì lợi ích cho cái giờ cận tử không ạ? Dạ, con cũng thích thế nào. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư Tôn, dạ kính thưa chư vị. Thật sự là nó giúp chứ thì cũng có giúp, nhưng mà đối với cái người mà cái nghiệp ác nó theo nó còn ít hoặc là yếu, chứ còn nhiều khi nó nói nó mình bây giờ mình nghĩ là cái nghiệp nó theo, nhưng mình là luôn luôn là nó ít năng lực, nhiều nghiệp nó năng lực ghê lắm, bởi vì trong tiền kiếp mình làm những cái gì gì mình không biết. Thì bây giờ ngoài những cái việc đó đó, giống như chúng tôi nói nãy đó, chịu khó một tuần ráng cố gắng vô giữ bát giới ra chùa nào đó mà mình tin tưởng, rồi trong thời gian rảnh đó mình ra mình nói đạo cái thứ hai đó, trong đó mình bỏ ra một vài tiếng đồng hồ để mình hành cái pháp nào mà thiền sư thấy hợp với mình đó, họ giúp mình đó, thì mình có hành vậy đó, thì cái tâm nó mới có năng lực. Chứ còn mình hằng ngày mình cứ làm giống như huynh nói, mà ngũ giới mình không trong sạch thì cũng đừng hy vọng ha. Nghĩa là ráng cố gắng một tuần nữa là đừng có nghĩ tới việc nhà con cái gì đó, vô chùa ở thọ nhất định thọ là bát giới ha. Thọ mà thọ đàng hoàng thành bát giới, chứ thành bát giới họ trư là không được ha. Ra rồi nhớ, trời ơi, tới chừng lậu cần tử khó khăn nhớ kỳ đó mình vô mình thọ tam quy bát giới, mà ông sư ông trên cái rung Phật giáo năm truyền thứ bảy ông nói mình thọ là bát giới họ trư thôi, chứ làm sao là, lúc đó là nguy hiểm lắm đó, đó. Nghe vô bỏ âm tiếng hồ một tuần vậy đó, đang cố gắng sắp xếp vô là một ngày trọn vẹn, còn 7 ngày 6 ngày kia muốn làm thì làm, đang cố gắng thử được rồi. Rồi mình sẽ thấy cái tâm mình nó vững chắc như thế nào biết liền à. Lúc đó mình mới biết là cái tâm mình những ngày mình đi tu vậy đó, nó có giúp cho cái ấy của mình hay không đó. Nên tôi khuyên quý vị, còn quý vị làm hay không để chuyện quý vị, bởi vì sinh mạng của quý vị là nô lệ của cái nghiệp của quý vị, thì nó biểu sao nghe vậy thôi, chứ rồi chúng tôi xúi không có được đó. Thành ra quý vị nếu quý cái đời sống của quý vị đó, thì quý vị ráng làm, còn không không thôi thua gì tới cuối, tới chừng sắp tới cái hơi thở cùng cái mình đưa tay lên quánh tụ tì để coi nó tốt hay xấu, quánh tụ tì đâu thấy mà chim dương tưởng nó đồng nào bắt chuông chuông đó tưởng nó mình bắt chuông chuông cái nó cho mình vô chảo luôn, thấy thấy mặt mình cái nó là nó ngoắc mắt là honey vô chảo đi cứ là thôi mệt mệt cả cả kiếm luôn. Nam mô Bổn Thầy á. À sao đó, dạ kính thưa được rồi con. À thì trở lại vấn đề mà tu tập về tứ niệm xứ đó thôi. À, thì khi mà mình ở nhà mình tu tập mình cũng vẫn có thể mà phát triển được cái tuệ được chứ sao. À, bây giờ như vậy mình ngồi mình hít vào thở ra, mình quan sát cái sự chuyển động của hơi thở, thì một lúc mà đó thì mình bắt được cái vấn đề mà thấy được danh và sắc. Thì khi mình thấy được danh sắc thì cái con đường mà để mà mình tiến đạo quả nó cũng gần kề, thì như vậy là một người cư sĩ thì vẫn có thể làm được điều này chứ sao. À, thì theo như con thấy giờ, ví dụ như hơi thở vào mình biết, hơi thở vào ra biết, ra xúc chạm biết, xúc chạm thì khi mình biết rồi, cái biết như thế nào mình biết rõ ở đây là danh, đây là sắc, mình có một cái trí tuệ biết như vậy thì nó có giúp ích được cái gì trên con đường đạo quả. À, Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư Tôn, dạ kính thưa chư quý vị, nó không có giúp gì nhiều rồi đó, bởi vì cái chắc chắn nhất mà mình hành để ấy theo chú giải đó, mà là mình phải qua cái tệ, tới cái tệ thứ tư, mà tệ thứ tư phần sau kìa, tệ thứ tư nó có 2 phần, phần đầu nó gọi là Saruna, phần sau là Phá La Hoa. À,
nghĩa là tạo nó phá giá nhà ná nó vẫn chưa đủ lực, tại vì nó còn với Vipassana và Kilesa chen vô được nó. Nhưng mà thường thường mình cái cơ hội mình tới đó nó khó lắm, nghĩa là cái tệ, cái phần tệ tư và phần sau nó gọi là phá đó quá đó, thì giáp phá giá nhà ná đó thì nó mới qua khỏi cái 10 phiền não minh sát, tức là quý vị sinh hoạt kỳ lệ đó, thì lúc đó mới chắc chắn. Còn trước đó từ cái tệ thứ nhất là tệ thế danh sắc, tệ thứ hai tệ thế nhân duyên của danh sắc, tới tệ thứ ba là tệ cuốn chiếu là về luôn. Thì thấy không? Đó, thường thường là tới tệ rất là dễ bỏ chạy, từ cái tệ đó là tệ quán chiếu. Các thiền sinh vô trường thiền gọi cái tệ là tệ cuốn chiếu, cuốn chiếu về cho nó rẻ. Bởi vì không phải đi tới đó nó dễ đâu, nhưng mà các nhà chú giải thì họ không chịu cái đó, họ nói ít nhất là phải qua cái, tôi biết là sẽ đủ một kỳ xạ rồi, nghĩa là qua khỏi cái 10 cái tiền phiền não của minh sát rồi mới chắc chắn, còn không thì chưa chắc. Đó. Điều rằng họ dẫn ca tụng tệ thứ nhất, thứ hai là chu lá sổ tà banh na, tức là tiểu tu thầu quần gì đó, nhưng mà cái đó không gì chắc chắn đó. Nhưng nó bị hoại dễ lắm, nó bị dễ lắm, thành ra mình tu ráng cố gắng qua khỏi cái mức đó theo chú giải cho nó chắc ăn. Còn nhưng mà bây giờ nếu mình không có điều kiện thì tệ thứ nhất, tệ thứ nhì thì chắc có lẽ cũng bảo đảm được một phần nào mà thôi, chứ chắc chắn 100% thì chúng tôi không có dám hứa với quý vị, hứa cho chúng tôi chưa dám hứa, chứ đừng nói hứa cho quý vị. Quý vị coi vậy chứ, ở đời mình nó có hai sự nguy hiểm đó. Nguy hiểm nhất là kiếp sau nguy hiểm, thứ hai là ngày mai. Nguy hiểm là tại sao nó nguy hiểm? Tại vì mình không biết kiếp sau với ngày mai cái nào tới trước. Quý vị đừng có nghĩ rằng ông thầy bói ông coi tôi 79 tuổi rồi đấy, không có thầy bói nào coi mày trúng hết á. Nhưng vừa nó mắc giờ nào thì mình ráng chịu khó mình đi theo nó, chứ mày cãi nó không có được đâu. Không chừng người đóng rùm này tôi cao cái không thấy ông giảng sư cũng vô, thì quý vị cứ lên cái chỗ mà ông ở đó coi trên cái chỗ để hình có ông nào ngồi cười cười giống ổng không, không biết thì không có gì chắc chắn là sống quá tuần đó. Nên thưa quý vị, đời sống mình nó có cái nguy hiểm đó đó, mình nên nhớ cái anh tử thần ma này đó, không ai chiến thắng được ảnh. Ngay cả Đức Phật cũng chiến thắng cái tướng ma rồi, quý vị nên nhớ mình đâu phải, mình đâu có bằng Đức Phật đâu, rồi sao mình chiến thắng được, thấy không? Đức Phật chỉ chiến thắng được cái tướng ma thôi, chứ tử thần ma này Đức Phật nó cũng tới nó mời ngài, nhưng mà ngài hẹn được, còn nó mời mình hẹn không được đâu. Ngài hẹn nói gì, đi 3 tháng nữa ta gặp người. Còn mình nó vô nó gõ cửa nhà mình là thì mình chỉ cuốn gói đi cho nhanh thôi, chứ không có đường nào đó. Nam mô Bích Thà Dạ. Xa hứa giờ kính giờ được tự tâm thì nói với vấn đề mà những cái tệ này thì còn nhớ câu kinh có nói rằng là thà sống một ngày mà thấy được pháp sanh diệt còn hơn sống 100 năm mà không thấy được pháp sanh diệt. Thì theo như vấn đề này con cũng thỉnh chưa về thích cái thấy sanh diệt và thấy như thế nào, thấy cái gì và cái thực trạng thấy của nó là ra sao ạ? Dạ, con cũng thỉnh sư quan nghĩ và phân tích rõ về cái thực tính pháp của cái pháp này, con thỉnh sư ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị, thấy sanh diệt là như thế nào? Giống như chúng tôi nói nãy đó, tệ thứ nhất thấy danh sắc, tệ thứ hai là thấy nhân duyên danh sắc, tệ thứ ba là quán chiếu, là hai cái điều mình thấy, tức là có chỗ nói là có thể thấy được vô thường khổ não vô ngã vẫn biết. Nhưng tệ thứ tư thấy dấp phá giá nhà ná, tức là tệ thấy sanh diệt. Nhưng mà theo chú giải tệ sanh diệt phần đầu gọi là tà rú ná đó, nó vẫn còn với là sanh tu và là chen vô. À, chỉ khi nào mình tới phá lá quá thế giáp phá gia ná, tức là tệ thứ tư phần sau đó, lúc đó mới là đi thẳng được. Đó, thành ra thấy sinh diệt là thấy chỗ đó chứ không phải chỗ khác. Đó. Chứ nó không có phải chuyện là mình dễ đâu. Nó thế giá để phá giá đó, tức là sinh diệt, thấy tệ sinh diệt tệ thứ tư rồi. Tức là sanh diệt, tức là thấy cái đó. Nó nhiều chuyện như đâu, nó đâu có dễ đâu đó. Chứ không có gì mà mình đừng có nghĩ chuyện đó là nó thấy sanh diệt là dễ dàng, không phải đâu. Nhiều khi mình tu
giống như chúng tôi đây, chúng tôi biết tu có mấy tầng kỳ rồi mà kiếp ta tầng kỳ nào tu nháp hết, bây giờ chưa thấy gì hết. Rồi kiếp nào tu nháp hết á, nó quen cái tật lười biếng, và kiếp này học được Phật pháp mà cũng chẳng chưa bỏ được, cũng khổ vậy đó. Mà cái miệng hoài miệng rồi cũng vậy, chẳng nào thật đó. Thì tôi nói rồi đó, quý vị cứ tới cái chùa nào đó chịu khó, ngày chủ nhật nào cũng tới bỏ 24 tiếng hồ ra, thì cái chùa đàng hoàng, có thiền sư đàng hoàng. Nhưng thiền sư của tứ thiệt đó chứ không phải quý vị học trên ngày thứ bảy từ ngày trưởng đạo giới ngày nói đó, chứ thiền sư là như thế nào nào có nói rồi chứ không nói đâu. Thì quý vị coi người nào có đủ cái điều kiện đó thì quý vị tới thọ tâm quy bát giới, rồi hỏi một số cái điều kiện về pháp học, rồi hỏi một số điều kiện hành, thì mình chỉ cần nhiêu đó là mình làm từng nào mình cũng làm, từng nào cũng làm, một từng 24 tiếng hồ thôi, mình làm trong sạch về thì nó vẫn có bản lãnh để cho Diêm Vương gặp mình cười 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 thôi, chỗ nào không có trống đâu, đi lên đi đó. Chứ còn không thì thôi, chứ với Diêm Vương gặp mình có hai giờ ba thứ nhất người đi xuống gặp Diêm Vương chỉ có hai người thôi, người làm thiện pháp nhiều quá không gặp Diêm Vương, cái người nghiệp xấu quá thì cũng đâu cần gặp Diêm Vương, chỉ cái đi xuống sâu rồi, còn cỡ mình chắc gặp thì Diêm Vương hỏi ở trên đó ông có học gì pháp với kinh Ni Lặng đâu. Ngày này thì Diêm Vương có học chứ, nó học có hiểu gì không? Ui, ông đó không dạy gì tôi không hiểu gì hết. Diêm Vương phán câu hỏi vô chảo đi. Còn mà hỏi ông hỏi vậy mà quý vị đọc được cái sổ mà nó sợ ra tăng đế thị ra tại sống mà dưới tăng là sẽ cắn sẵn sẵn cái gì làm cho một càng trần trúng gì không biết làm đừng cái chơi dấp. Diêm Vương nói xạ thú đi lên đây không có chỗ giúp cho mình, không? Giúp cho mình thiện pháp sạch cho mình đi lên đó. Rồi đi lên nhớ đi lên phải đi luôn nha, đi lên ghé rung nguyên như kỳ viên vậy đó, mỗi thứ sáu để cảm ơn cái ông mà dạy di pháp cho quý vị. Nam mô Bổn Thầy Gia Kim Bạch Tiêu Tàu Hoàng Giả Kim Thừa Chư quý vị. Tất cả phước báo nào phát sinh do pháp hội trong ngày hôm nay xin hãy là mối duyên lành để tất cả chư tôn hiện giả cùng các cận sinh nam sinh nữ trong đạo tràng có được cơ hội để chấm dứt các áo pháp ngủ ngầm nơi tâm ngay trong kiếp sống này. Nam mô Bổn Thầy Gia, nam mô Thầm Mại Gia, nam mô Sẵn Khải Gia, nam mô Rát Tịnh Nạp Tại Gia Xạ. Thầy trong rùm có mấy vị sư, nhờ mấy vị MC, nhờ mấy vị sư đã tụng kinh phúc chúc dùng. Nam mô Bổn Thầy Gia. Dạ, sa thủ sanh thai, chúng con thành chánh lễ tri ân Ngài Liêu Tông đã từ bi bỏ thời gian quý báu đã trả lời những câu hỏi trong đầu trang để chúng con tiến gần đến với giáo pháp của Đức Thế Tôn. Dạ, để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài do quả phước mà chúng con đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay. Chúng con thành kính dân đến quý Ngài, nhất là Ngài Liễu Tông. Mong rằng phước này trợ duyên với Ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Nam mô Bổn Thầy Gia. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh đại đức Pháp Trang từ bi phúc chúc cho đạo tràng sau khi chúng con sám hối ạ. Nhà sư có trước máy không? Sư cho con một tín hiệu ạ. Nam mô Bổn Thầy Gia. Kính mời đạo tràng cùng giới Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Dạ, con kính tri ân sư. Ua ta măng ghê na quanh đê hăng ba đa phẳng xung và ruột ta măng buột thể vô khá lý tổ đô sơ buột thâu khá mà tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần nhĩ chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thanh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quan đê hăng man cha được vị thăng qua răng thầm mê vô kha li tô đổ sâu thầm mô tham ma tu tăng ma măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm nên pháp bảo cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uất ta măng ghê na quan đê hăng sẵn khanh cha được vị thốt ta măng sẵn khê vô khá lý tổ đô sâu sẵn khô
Khamma tu tăng ma măng, con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phạm tăng và Thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh đại đức Pháp Trang Từ Bi quan hỷ chúc phúc cho đạo tràng. Nam mô Bích Hai giá. Dạ, con kính nhân Bích Đánh Sư ạ. Nam mô Bích Hai giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Trước tiên chúng con thành kính đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Chúng con thành kính xin thành kính đảnh lễ đại đức Viên Thông cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Và thân chào quý tu nữ và toàn thể chư Phật tử. Giờ đây chúng con xin được phép đại diện chư tôn đức để phúc chúc đến toàn thể đạo tràng chư Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Pavatu sa pamang kalang ga kanto sa devata sa papuata no fa ve na sa da sa te pavan to te pavatu sa pamang kalang ga kanto sa devata sa patamma no fa ve na sa da sa te pavan to te pavatu sa pamang kalang ga kanto sa devata sa pasang kan fa ve na sa da sa te pavan to te nguyện cầu về Đức Phật bảo hoa, nguyện cầu về Đức Pháp bảo hoa, nguyện cầu về Đức Tăng bảo hoa, xin tam bảo gia hộ hoa, ngăn ngừa mọi tai ương, nhẫn hiện tượng bất thường, nhẫn mộng mị sâu xa, nhẫn hành gian trở ngại, thái điều mau tam biến, nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ kỳ giới hạnh, biết đạt chú cho thiền, chư thiên đã quan tâm, phước lành đường cam tường như ấy, rồi phản hồi thiên sư, chư toàn giang đại lực, chư động giang đại lực, tinh văn giang đại lực, nguyện tâm chỉ vì đức cầu phước lành phát sanh, tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin, chỉ đến người do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư Tăng, các sự an là thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tô mê mỹ mãn, cho được thành tổ mỹ mãn, cho được thành tổ mỹ mãn. Sa thụ tha thụ lành thai, chúng con thỉnh đảnh lễ tri ân đại đức Pháp Trang cùng chư tăng ở chùa Phước Quang đã chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Mong Bích Thai giá. Ya ni tha phụ ta ni sa ma ca ta ni phụm ma ni qua ni qua an ta li khe ta tha ca tăng đê na qua mu qua ma nu su bu chi tăng bu thăng na ma sa na su qua thi ho tu ya ni tha phụ ta ni sa ma ca ta ni phụm ma ni qua ya ni qua an ta li khe ta tha ca tăng đê qua ma nu su bu chi tăng thảm mang na ma sa na su qua thi ho tu ya ni tha phụ ta ni sa ma ca ta ni phụm ma ni qua ya ni qua an ta li khe ta tha ca tăng đê qua ma nu su bu chi tăng sẵn khăn nà ma sa na su qua thi hô hạng phu tá nào là chữ thiên ngự trên điều hoặc hạng phu tá nào là chữ thiên ngự trên hư không mà đến hội họp nơi đây xin đồng cùng chúng tôi làm lễ chư Phật là các đấng giáo chủ đã được chứng quả giống nhau mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường cầu xin được phát sanh thành lợi. Hàng phu tá nào là chữ thiên ngự trên địa cầu hoặc hàng phu tá nào là chữ thiên ngự trên hư không
mà đến hội họp nơi đây, xin đồng cùng chúng tôi làm lễ các pháp đã có giống nhau mà chư thiên cùng nhân loại thường cúng dường, cầu xin được pháp sanh thành lời. Hàng phu tá nào là chư thiên ngự trên địa cầu, hoặc hàng phu tá nào là chư thiên ngự trên hư không mà đến hội họp nơi đây, xin đồng cùng chúng tôi làm lễ chư tăng đã có giống nhau mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường, cầu xin được phát sanh thành lợi. Akasatha chapumatha devanaga mahitika bunyan no anumodan tichirang khantusa sanang. Akasatha chapumatha devanaga mahitika bụn nhân nô anu mô đan tự chỉ rằng được thanh tu nô ga ru a ca sa tha cha phum ma tha đệ qua na ga ma hệ thi ca bụn nhân nô anu mô đan tự chỉ rằng được thanh tu nha ta vô a ca sa tha cha phum ma tha đệ qua na ga ma hệ thi ca bụn nhân nô anu mô đan tự chỉ rằng được thanh tu nô a ca sa tha cha phum ma tha đệ qua na ga ma hệ thi ca bụn nhân nô anu